Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2381, Bạc Nhược huyết mạch. Đi vào Trương gia cửa hôm sau, Trình Đẹp Chân mang theo Trình Viễn Mộc cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới Trương gia ngoại viện khu vực. Tại Trương gia ngoại viện bên trong có từng tòa một độc lập sân. Trình Đẹp Chân dẫn Trình Viễn Mộc cùng Diệp Thần Phong đi vào trong đó một tòa bên trong viện. Chỗ này sân thật cũng không nhỏ, trong đó có 8 cái gian phòng khoảng chừng. Nơi này là thuộc về Trình Đẹp Chân nơi ở. Kẹt kẹt. Một tiếng, sân bên trái thứ, một gian cửa phòng được mở ra, từ trong đó đi ra một tên dáng dấp còn được thanh niên. Thanh niên này khí thế trên người trên đất thần cảnh tầng 6 hậu kỳ, Trình Đẹp Chân dòng chính hậu bối Trương Thành Văn. Trình Đẹp Chân chết đi trượng phu là Trương gia một cái chi mạch lão tổ, người lấy tư cách lão tổ thê tử, tự nhiên đồng dạng xem như là một cái chi mạch trong lão tổ rồi. Trình Đẹp Chân thiên phú không coi là xuất chúng, người có thể đến nửa bước thần vương thực lực, hoàn toàn là Trương gia bên trong tài nguyên phi thường phong phú. Trương Thành Fumino là một cái chi mạch bên trong thiên tài. Đi tới Trình Đẹp Chân trước mặt, Trương Thành Văn trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn nói ra, lão tổ, chúng ta hoàn toàn trở thành Trương gia bên trong một chuyện cười rồi, ta nhất định sẽ dựa vào năng lực của mình, để cho chúng ta một cái chi mạch trở về nội viện ở. Đến thần vương cảnh trong thời gian ngắn ta là không thể nào, nhưng chỉ cần ta có thể bước lên chế thuốc một đường, trở thành luyện dược sư lời nói, chúng ta vẫn có thể trở về nội viện. Muốn ở tại Trương gia nội viện, có thể là một cái chi mạch bên trong có thần vương cảnh cường giả, cũng có thể là một cái chi mạch bên trong có nhân tài đặc thù sinh ra, cái gọi là nhân tài đặc thù tự nhiên là luyện dược sư, luyện khí sư, phù sư cùng trận pháp sư rồi. Trong đó luyện dược sư cùng luyện khí sư là tối được vừa ý, giả như Trương Thành Văn có thể bước lên chế thuốc một đường, đồng thời tại dược thánh đường qua khảo nghiệm. Biểu hiện hắn có mạnh mẽ chế thuốc thiên phú, như vậy Trương gia liền sẽ lập tức trồng chất tài nguyên bồi dưỡng hắn. Nhưng Trương Thành Văn một mực xưa nay chưa có tiếp xúc qua chế thuốc. Hắn muốn phải dựa vào của mình tìm tòi bước lên chế thuốc một đường hầu như là không thể nào. Trình Đẹp Chân thở dài, người vỗ vỗ Trương Thành Văn vai. Người bây giờ khoảng cách chân chính thần vương còn kém một bước, nhưng một bước này đối với người tới nói vô cùng gian nan. Tuy nói Trình Viễn Mộc là thần vương cảnh sơ kỳ, bây giờ cũng đến nương nhờ nàng, thế nhưng Trình Viễn Mộc không phải Trương gia người, hắn đến thần vương cảnh sơ kỳ là không có tác dụng. Mà Trình Đẹp Chân gả vào Trương gia, dù nói thế nào cũng coi như nửa cái người Trương gia rồi, nàng nói, Thành Văn, đây là lão tổ ca ca của ta, yếu tại chúng ta nơi này ở một thời gian ngắn. Đây là Trình Đẹp Chân lần lượt đem Trình Viễn Mộc đám người giới thiệu cho Trương Thành Văn. Đối với thần vương cảnh sơ kỳ Trình Viễn Mộc, Trương Thành Văn vẫn là vô cùng cung kính, nghiêm túc cẩn thận gọi một tiếng lão tổ. Mà Trình Diệc Giao cùng lão quản gia cũng coi như là cùng Trình Đẹp Chân có quan hệ, chỉ có Diệp Thần Phong một người cùng Trình gia không có một chút nào quan hệ. Diệp Thần Phong là lấy Trình Diệc Giao thân phận bằng hữu giới thiệu, cho nên Trương Thành Văn chăm chú nhìn thêm Diệp Thần Phong. Bây giờ Diệp Thần Phong trên người duy trì khí thế cùng Trình Diệc Giao giống nhau như đúc, cũng là trên đất thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, địa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ Trương Thành Văn, hắn không có quá để ý địa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ Diệp Thần Phong. Tại bái kiến Trình Viễn Mộc sau đó hắn liền lại trở về trong phòng của mình đi nghiên cứu chế thuốc. Đối với cái này Trình Đẹp Chân là khá là bất đắc dĩ. Người cho Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao, lão quản gia cùng Diệp Thần Phong lần lượt an bài gian phòng. Từ đầu tới cuối Diệp Thần Phong đều không có mở miệng. Bất quá, trong lòng của hắn là càng ngày càng nghiêm nghị cùng nghi ngờ. Tại chân chánh bước vào Trương gia sau đó hắn trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn lại có một ít phản ứng. Tiếp đó, hắn sở cảm ứng đến tất cả thì càng thêm bất khả tư nghị. Tại đi tới nơi này nơi sân trên đường, dọc theo đường đi gặp không ít Trương gia chi mạch người, thông qua long tộc tộc trưởng dấu ấn. Diệp Thần Phong có thể tại đây chút Trương gia chi mạch người huyết mạch bên trong. Cảm giác được một tia cực kỳ bé nhỏ long tộc huyết mạch. Mặc dù nói những người này bên trong thân thể long tộc huyết mạch nhỏ bé không đáng kể, nhưng xác thực là tồn tại. Vừa vặn Diệp Thần Phong vừa cẩn thận cảm ứng một thoáng Trương Thành Văn. Hắn có thể cảm giác được Trương Thành Văn trong cơ thể cũng là có yếu ớt long tộc huyết mạch tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người Trương gia bên trong thân thể tại sao có thể có long tộc huyết mạch tồn tại? Cứ việc rất nhiều Trương gia chi mạch người,
trong cơ thể long tộc huyết mạch mỏng manh cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng đây thật là một cái chuyện lạ. Diệp Thần Phong đi tới Trình Viễn Mộc căn phòng. Trình Diệc Giao cùng lão quản gia đều ở nơi này, mà Trình Đẹp Chân rời đi khiến người ta vì Trình Viễn Mộc đám người chuẩn bị đón gió thức ăn rồi. Thấy Diệp Thần Phong đi vào, Trình Viễn Mộc một mặt áy náy nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, muội muội ta bây giờ tại Trương gia tình trạng bực này, xem ra nàng là không giúp được ngươi gấp cái gì. Nhưng ta còn là sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, hết khả năng tìm hiểu ra Ngô gia cùng Giang gia vị trí. Diệp Thần Phong hiện tại trong lòng mặt suy tính không phải Ngô gia cùng Giang gia vị trí rồi, tìm tới long tộc còn lại huyết mạch, giúp bọn họ thoát khỏi nguyền rủa, cái này cũng là hắn trọng trách một trong, dù sao hắn nhưng là bây giờ long tộc tộc trưởng. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, Ngô gia cùng Giang gia sự tình có thể chậm rãi tìm hiểu, ta xem này Trương gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, tấm này ra rốt cuộc là lai lịch gì. Trình Viễn Mộc cho rằng Diệp Thần Phong chỉ là hiếu kỳ Trương gia, hắn không có hoài nghi nói, Diệp tiểu huynh đệ, người đây nhưng là có chỗ không biết rồi, thật nếu nói Trương gia quật khởi lịch sử vẫn còn có chút quỷ dị. Trương gia là ở gần 1.000 năm nhiều bên trong quật khởi, hơn nữa phát triển tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh liền trở thành vạn hỏa trong thành hàng đầu một trong, cũng không ai biết Trương gia là như thế nào quật khởi. Có mấy người nói Trương gia đã lấy được một chỗ trong bí cảnh bảo tàng. Có mấy người nói Trương gia lấy được không thôi đâu truyền thừa, dù sao các loại lời đồn phiên bản đều có. Tại Trương gia bên trong có hai tên thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả tọa chấn, Trương gia rất ít cùng còn lại thế lực có vãng lai, cho nên liên quan với Trương gia sự tình ngoại giới cũng không phải phi thường hiểu rõ. Nghe Trình Viễn Mộc tự thuật, Diệp Thần Phong trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, Trương gia không thể vô duyên vô cớ quật khởi. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là người Trương gia huyết mạch trong đều có yếu ớt long tộc huyết mạch tồn tại. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Chẳng lẽ nói Trương gia cùng long tộc còn lại huyết mạch có quan hệ sao? Bây giờ Diệp Thần Phong chả cũng không biết long tộc còn lại huyết mạch ở nơi nào. Nếu như Trương gia thật cùng long tộc còn lại huyết mạch có quan hệ, như vậy này chẳng phải là nói hắn rất nhanh sẽ có thể tìm được long tộc còn lại huyết mạch. Ở trong lòng cẩn thận phân tích chuyện này. Diệp Thần Phong cuối cùng mới kết luận này hay là một chuyện tốt, nhưng hắn nhất định muốn nhìn thấy Trương gia lão tổ mới có thể biết chỉnh kiện đầu đuôi sự tình rồi. Hắn bây giờ ở bên ngoài viện, muốn đi nhìn thấy Trương gia lão tổ, chỉ có xông vào đến nội viện đi rồi, muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào đi qua, nhưng cũng không biết Trương gia lão tổ ở nơi nào. Nhất định muốn chào một cái Trương gia người đến hỏi một câu đường. Chương 2382, một đường không trở ngại. Tại từ Trình Viễn Mộc trong miệng đại thể hiểu được Trương gia sự tình sau. Diệp Thần Phong đi ra Trình Viễn Mộc căn phòng, dựa vào long tộc tộc trưởng dấu ấn, tuy nói có thể cảm ứng được long tộc huyết mạch khí tức, nhưng Trương gia bên trong rất nhiều nơi đều thiết lập cách trở, hắn cảm ứng tại có nhiều chỗ không cách nào xuyên thấu. Cho nên chỉ dựa vào cảm ứng hắn không cách nào xác định Trương gia lão tổ ở nơi nào. Tại cái sân này bên trong ngoại trừ Trình Đẹp Chân, cũng chỉ có Trương Thành Văn cái này Trương gia người rồi. Trương Thành Văn nói thế nào cũng là Trình Đẹp Chân dòng chính hậu bối, mà Trình Đẹp Chân lại là Trình Viễn Mộc em gái ruột, đối Trương Thành Văn, Diệp Thần Phong chả thật bất hảo ra tay. Tại trong phòng của mình đợi được màn đêm triệt để hạ xuống. Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất không một tiếng động rời đi sân, qua lại ở Trương gia ngoại viện bên trong. Tại Trương gia ngoại viện bên trong có tuần tra người. Diệp Thần Phong thừa dịp một chỗ thần cảnh tuần tra người lạc đàn, hắn tiện tay liền đem hắn chế trụ, đang muốn từ nơi này tuần tra địa thần cảnh trong dân cư hỏi ra Trương gia lão tổ vị trí lúc. Trong chớp mắt, đông, 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 từ Trương gia ngoại viện bên trong vang lên to lớn tiếng chiêng trống, từng đạo thật khí thế tại hướng về Diệp Thần Phong bên này áp sát. Lông mày chăm chú nhíu lại, nguyên bản Diệp Thần Phong dự định hỏi ra Trương gia lão tổ vị trí sau. Lại lặng lẽ lẻn vào đi qua, bây giờ hắn dĩ nhiên không giải thích được bị phát hiện rồi. Kỳ thực mỗi một vị Trương gia tuần tra người trên người đều có một khối ngọc bài. Tuần tra người có thể thông qua ngọc bài cảm ứng được những người còn lại thật khí thế và khí tức, mà ở Diệp Thần Phong chế trụ cái này lạc đàn tuần tra người sau đó hắn khí thế trên người và khí tức đều cải biến, cho nên còn lại tuần tra người lập tức phát hiện không đúng. Dĩ nhiên đã bị phát hiện rồi. Như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể xông vào, hắn vận chuyển sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn,
đem bên trong thật khí thế áp bức ở bị hắn hạn chế tên này tuần tra trên thân người. Chỉ cần trong cơ thể có long tộc huyết mạch, mặc kệ kỳ huyết mạch có cỡ nào bạc nhược, Diệp Thần Phong là có thể dựa vào long tộc tộc trưởng dấu ấn làm cho đối phương hoàn toàn cúi đầu xưng thần. Long tộc tộc trưởng dấu ấn uy năng, không có bất kỳ một cái nắm giữ long tộc huyết mạch người có thể chống cự. Tuần tra người đang cảm nhận được long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong uy thế sau. Hắn thân là Trương gia người, trong cơ thể tự nhiên cũng là có một tia long tộc huyết mạch, hắn cả người lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong thân thể không tự chủ sinh ra một loại sợ sệt. Cả người có phần run lẩy bẩy. Các ngươi Trương gia lão tổ ở nơi nào? Diệp Thần Phong âm thanh nghiêm túc chất vấn. Đối mặt giờ phút này Diệp Thần Phong, tuần tra người căn bản không làm được không trả lời, hoặc là trả lời lời nói dối, hắn thành thành thật thật đem Trương gia lão tổ bế quan đại khái vị trí nói ra. Ở tên này tuần tra người nói ra Trương gia lão tổ vị trí sau. Từ bốn phương tám hướng xuống lại đã tới từng cái Trương gia người. Những này Trương gia người toàn bộ là ngoại viện bên trong, thực lực của bọn họ đều tại thần vương cảnh bên dưới. Mà Diệp Thần Phong trên người như trước duy trì địa thần cảnh thật khí thế. Những này Trương gia ngoại viện người, tại cảm giác được Diệp Thần Phong thật khí thế sau, bọn hắn từng cái không chút do dự xông hướng Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong chỉ là khởi động sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, đem bên trong long tộc tộc trưởng uy thế hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Những này ủng có một tia long tộc huyết mạch Trương gia người, bọn hắn tại cảm nhận được long tộc tộc trưởng dấu ấn mang đến uy thế sau, thân thể của bọn họ nhất thời cương trực đứng ngay tại chỗ, có mấy người thậm chí là trực tiếp quỳ xuống. Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian, Trình Đẹp Chân cùng Trình Viễn Mộc đám người sân, cách nơi này có đoạn độ dài, bọn hắn hẳn là vẫn không có đuổi tới nơi này. Diệp Thần Phong một đường hướng về nội viện lao đi rồi. Tại Diệp Thần Phong sau khi rời đi, những này thân thể cương trực ngoại viện người, bọn hắn mới khôi phục một chút, trên mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi, lập tức cầm lấy đưa tin ngọc bài thông báo nội viện người, bọn hắn đồng thời cũng hướng về nội viện tiến đến. Diệp Thần Phong một đường vận chuyển long tộc tộc trưởng dấu ấn, phàm là nắm giữ long tộc huyết mạch Trương gia người, tại long tộc dấu ấn uy thế dưới, căn bản là liền đứng đều phải đứng không yên. Lại đi vào bên trong viện sau. Trong nội viện cũng là trở nên đèn đuốc sáng choang được rồi. Diệp Thần Phong một đường hướng về Trương gia lão tổ bế quan địa phương chạy đi. Từ Trương gia nội viện nơi sâu xa lao ra khỏi năm đạo khí thế mạnh mẽ, rất nhanh năm bóng người nhanh chóng đạp không mà tới. Một người trong đó tại nửa bước thần tôn, hai người tại thần vương cảnh hậu kỳ. Còn có hai người tại thần vương cảnh đỉnh phong, năm người này cũng coi như là Trương gia lão tổ rồi, bất quá. Bọn hắn không phải Trương gia bên trong thực lực mạnh nhất lão tổ. Diệp Thần Phong không có ý định lãng phí thời gian rồi. Nhất định là thực lực mạnh nhất lão tổ, biết rõ sự tình càng nhiều. Lớn mật tiểu nhi, lại dám đến ta Trương gia đến ngang ngược. Cái kia nửa bước thần tôn tu vi Trương gia lão tổ quát to một tiếng. Đồng thời những kia ở bên ngoài viện người cũng vội vã chạy tới. Nhìn thấy Trương gia nửa bước thần tôn cùng bốn tên thần vương lão tổ động thủ, bọn hắn biết có thể ngưng hẳn cuộc nháo kịch này rồi. Ai biết một giây sau, Trương gia nửa bước thần tôn cùng bốn tên thần vương cảnh lão tổ, bọn hắn thay đổi sắc mặt. Từng cái từ giữa không trung rơi xuống. Ầm, 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 ầm. Thanh âm vang lên. Trương gia nửa bước thần tôn cùng bốn tên thần vương lão tổ, bọn hắn toàn bộ quăng ngã một cái chó gặm bùn. Dáng dấp là vô cùng chật vật, này làm cho còn lại chạy tới Trương gia người là mở rộng tầm mắt. Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến từ giữa không trung rớt xuống Trương gia nửa bước thần tôn đám người, thân ảnh của hắn tiếp tục hướng về Trương gia thần tôn cảnh lão tổ bế quan địa phương chạy đi. Quăng ngã một cái chó gặm bùn Trương gia nửa bước thần tôn. Tại Diệp Thần Phong sau khi rời đi, hắn mới có thể từ mặt đất đứng lên, trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, vừa vặn trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác được huyết mạch của mình thật giống bị hạn chế ở, trong gân mạch căn bản vận chuyển không nổi bất kỳ một tơ linh khí dòng sông. Trương gia nửa bước thần tôn phẫn nộ quát, xông vào chúng ta người của Trương gia đến cùng là lai lịch gì? Chạy tới nơi này ngoại viện người, trong đó có một số người đứng ra mở miệng. Bẩm báo lão tổ, tiểu tử kia giống như là ngoại viện Trình Đẹp Chân đưa vào tiến vào, Trình Đẹp Chân mang tiểu tử kia ở đến của mình trong sân. Đúng là như thế,
ta cũng nhìn thấy, Trình Đẹp Chân tuyệt đối cùng tiểu tử này không tránh khỏi có quan hệ. Tấm kia ra nửa bước thần tôn âm thanh trầm giọng nói, đã như vậy, cái kia trước đem Trình Đẹp Chân bọn hắn nơi đó một mạch cho khống chế lại. Tiểu tử kia thực sự rất quái dị, vạn nhất chúng ta Trương gia không có ai có thể hạn chế hắn, trong tay chúng ta vẫn là có thể để cho hắn kiêng kỵ con tin. Diệp Thần Phong một đường thông suốt đi tới nội viện một chỗ cự thạch thất lớn trước. Nơi này phải là cái kia hai tên Trương gia thực lực mạnh nhất lão tổ bế quan địa phương. Không đợi Diệp Thần Phong đẩy ra cửa đá. To lớn mà lại dày nặng cửa đá chính mình mở ra rồi, từ bên trong truyền ra một đạo âm thanh uy nghiêm, tiểu hữu, đến đây chúng ta Trương gia gây sự, ta Trương gia thật giống không có đắc tội ngươi đi. Phải hay không hơi quá đáng. Xem ra ở trong đó bế quan Trương gia lão tổ cảm ứng được chuyện bên ngoài rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem Long tộc tộc trưởng uy thế hướng về trong đó xung kích, sau đó từ bên trong thạch thất truyền ra hai đạo miệng đồng thanh một chút bối rối, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 2383, tung tích. Diệp Thần Phong không hề trả lời. Dưới chân hắn bước chân hướng về bên trong thạch thất đạp đi, sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn từ đầu đến cuối không có chấm dứt vận chuyển. Bên trong thạch thất không gian rất lớn, hai tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy nghiêm nghị, bởi Long tộc tộc trưởng dấu ấn uy thế xung kích, thân thể của bọn họ liền nhúc nhích một cái cũng không làm được, từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại bản năng kinh hãi. Cái này hai tên lão giả chính là Trương gia thực lực mạnh nhất hai vị lão tổ, trong đó bên trái một cái tên là Trương Ứng Nam, bên phải một cái tên là Trương Ứng Nước, bọn họ là hai huynh đệ, bây giờ thực lực đều nằm ở thần tôn cảnh sơ kỳ. Trương Ứng Nam cùng Trương Ứng Nước con mắt chăm chú tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn không nghĩ ra thân thể của mình tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Liền ngay cả dòng máu của bọn họ cũng hoàn toàn bị chế trụ, toàn thân trong gân mạch căn bản điều động không nổi bất kỳ một tơ linh khí. Ở trong mắt bọn họ người trẻ tuổi trước mặt này quá quái lạ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Ứng Năm lần thứ hai chợt quát lên, trên trán bạo khởi từng cái gân xanh. Đối với cái này Diệp Thần Phong mặt không biến sắc, không nhanh không chậm vận chuyển sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn, các ngươi Trương gia trong huyết mạch tại sao lại pha một tia long huyết mạch? Diệp Thần Phong có thể cảm giác được trước mặt Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, bọn họ là toàn bộ Trương gia bên trong thân thể Long tộc huyết mạch nhiều nhất, tuy rằng bọn hắn Long tộc huyết mạch cũng phi thường bạc nhược, nhưng đem so sánh còn lại người Trương gia xem như là nhiều rồi. Tại Diệp Thần Phong nhắc tới Long tộc huyết mạch sau, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, hai người bọn họ lông mày nhíu thật chặt, Trương Ứng Nước uống nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói, bình tĩnh đừng nóng. Ta cùng Long tộc tính là có chút ngọn nguồn, thân thể các ngươi bên trong có Long huyết mạch. Ta tự nhiên phải thấu hiểu một phen, các ngươi có phải hay không biết Long tộc còn lại huyết mạch bây giờ vị trí? Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Phảng phất hết thảy đều được Diệp Thần Phong xuyên thủng. Diệp Thần Phong cũng không muốn nhiều tốn nước miếng rồi. Hắn đem sau đưa lưng về phía Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, trong thân thể linh khí một vận chuyển, sau lưng của hắn quần áo trong nháy mắt nứt toác, vàng chói lọi Long tộc tộc trưởng dấu ấn, nhất thời hiện lên ở Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước trong tầm mắt. Nguyên bản đang suy nghĩ Diệp Thần Phong rốt cuộc là của người nào Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong trên lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn sau. Trực diện Long tộc tộc trưởng dấu ấn. Hai người bọn họ trái tim cũng bắt đầu run rẩy, chỉ cảm thấy trên người thừa nhận lấy nhất cổ cực hạn uy thế, hai người bọn họ đầu gối không tự chủ được càng ngày càng uốn lượn. Phù phù, phù phù. Hai tiếng, cuối cùng Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Hai người bọn họ tại Long tộc tộc trưởng dấu ấn trước mặt, căn bản là không có bất kỳ một chút sức chống đỡ. Hai người bọn họ con mắt chăm chú như ngừng lại Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trên, trong đó Trương Ứng Năm âm thanh có phần run cầm cập nói ta thật giống gặp cái này đồ án. Trương Ứng Nước cũng vội vàng nói, ta cũng đã gặp, này giống như là Long tộc tộc trưởng dấu ấn. Nói ra câu nói này sau, Trương Ứng Nước cùng Trương Ứng Năm không tự chủ được hít sâu một hơi, tại bình phục tốt sau một hồi lâu, hai người bọn họ lập tức âm thanh cung kính hô, bái kiến tộc trưởng. Chúng ta không biết là tộc trưởng ngài đến,
vừa vặn nhiều có mạo phạm, kính xin tộc trưởng ngài trách phạt. Diệp Thần Phong nghe được Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước lời nói sau. Hắn càng thêm xác định Trương gia cùng Long tộc còn lại huyết mạch có liên quan rồi, hắn gật gật đầu, nói ta đích xác kế thừa Long tộc tộc trưởng vị trí, ta nhất định phải tìm tới Long tộc còn lại huyết mạch. Các ngươi Trương gia phải cùng Long tộc có phần liên lụy chứ? Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước nghe vậy, bọn hắn thay đổi lúc trước thái độ, bọn hắn quỳ trên mặt đất từng chút đem Trương gia sự tình nói ra. Nguyên lai tại hơn 1.000 năm trước, hai người bọn họ huynh đệ may mắn đạt được Long tộc trợ giúp, sau đó Long tộc tại huynh đệ bọn họ hai trong cơ thể cắm vào một tia Long tộc huyết mạch. Bọn hắn dựa vào một cái tia Long tộc huyết mạch, còn có Long tộc dành cho trợ giúp, rất nhanh sẽ sáng tạo lên bây giờ cái này Trương gia. Đương nhiên Long tộc không phải bạch bạch dành cho bọn hắn trợ giúp. Long tộc để Trương gia thay bọn hắn thu thập cần có tài nguyên, mà Long tộc mình thì là không thích hợp xuất hiện tại viễn cổ giới tất cả đại tông môn trong tầm mắt. Tại toàn bộ Trương gia bên trong, ngoại trừ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, cũng chỉ có cái kia vài tên nửa bước thần tôn cùng thần vương cảnh lão tổ, biết một ít Trương gia cùng Long tộc ngọn nguồn. Cách mỗi 5 năm, Long tộc liền sẽ bí mật phái người đi tới thu lấy một lần Trương gia tìm được tài nguyên, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng chỉ đi qua một lần Long tộc bây giờ vị trí, cũng chính là lần đó, bọn hắn đã từng thấy Long tộc tộc trưởng dấu ấn đồ án. Lại qua mười mấy ngày liền lại muốn đến thời gian 5 năm rồi. Bởi Trương gia những năm này cần cù chăm chỉ trợ giúp Long tộc thu thập tài nguyên, lần này Long tộc đặc biệt cho phép Trương gia có thể tuyển ra 5 tên con em trẻ tuổi, giao cho bọn họ Long tộc bồi dưỡng. Đây đối với Trương gia tới nói quả thực là chuyện tốt to lớn. Nghe được Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước giải thích, xem ra Trương gia vẫn thật sự cùng Long tộc còn lại huyết mạch có quan hệ. Diệp Thần Phong hỏi, hai người các ngươi biết Long tộc còn lại huyết mạch bây giờ chỗ ở vị trí cụ thể sao? Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, Trương Ứng Năm nói ra, tộc trưởng, ngài có chỗ không biết, bây giờ Long tộc còn lại huyết mạch vị trí tên là Về Long Cốc. Về Long Cốc địa hình khó bề phân biệt, chúng ta tuy rằng đi qua một lần, nhưng từ Về Long Cốc sau khi đi ra, trong đầu liên quan với Về Long Cốc con đường, tự chủ biến mất không còn chút nào, căn bản là nhớ đều không nhớ gì cả. Diệp Thần Phong gật gật đầu, tuy nói Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước bọn hắn không biết Về Long Cốc vị trí, nhưng lại qua mười mấy thiên Long tộc liền muốn bí mật đến Trương gia rồi, các loại cái mười mấy ngày đối với Diệp Thần Phong tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần có thể tìm tới Long tộc còn lại huyết mạch tung tích là được rồi. Tại Long tộc tộc trưởng dấu ấn uy thế dưới, bên trong thân thể có Long tộc huyết mạch Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước là căn bản không nói được lời nói dối, cho nên Diệp Thần Phong sẽ không chút nào hoài nghi hai người này chỗ nói tất cả. Tại biết rõ bản thân mình muốn biết sự tình sau, Diệp Thần Phong đình chỉ thúc giục Long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn nói ra hai người các ngươi đứng lên đi. Các ngươi đã Trương gia là Long tộc còn lại huyết mạch bồi dưỡng lên, như vậy chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cảm giác được thân huyết mạch trong cơ thể áp chế biến mất sau đó bọn hắn chỉ cảm thấy cả người một cái ung dung, trong miệng chậm rãi nôn thở ra một hơi, bọn hắn chậm rãi từ trên đất đứng lên, Trương Ứng Năm nói, tộc trưởng, vừa mới thật sự là lão hủ vô lễ, tộc trưởng ngài nếu là không quái tội, ta thực sự là trong lòng bất an a hát. Trương Ứng Nước cũng lập tức nói ra, tộc trưởng, mời ngài ban thưởng tội. Trương gia có thể có hôm nay toàn bộ là Long tộc trợ giúp, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đối với Long tộc là cực kỳ cung kính, chớ nói chi là Diệp Thần Phong cái này đột nhiên xuất hiện Long tộc tộc trưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2384, cũng biết tội. Đối với trước mặt hai cái này nơm nớp lo sợ lão đầu. Diệp Thần Phong trong lòng là có phần dở khóc dở cười, hắn nói, các ngươi có thể từ dược thánh đường hoặc là khí thánh trong đường khẩu thăm dò đến Ngô gia cùng Giang gia vị trí sao? Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước gương mặt khó xử, trong đó Trương Ứng Thủy Đạo, tộc trưởng, dược thánh đường cùng khí thánh đường người mặc dù nói chúng ta cũng nhận thức, nhưng những tên kia đều là ngoan cố không thay đổi người, ngài chỗ nói Ngô gia cùng Giang gia hẳn là lục đại lánh đời tông môn một trong chứ? Ngô gia tại dược thánh đường trong mắt nhưng là thánh địa, mà Giang gia tại khí thánh đường trong mắt đồng dạng là thánh địa, muốn từ bọn hắn trong miệng biết được Ngô gia cùng Giang gia tin tức, đây cơ hồ là không thể nào, nhưng chúng ta sẽ đi thử một lần. Trương Ứng Năm sâu đậm khom người chào, tộc trưởng,
chúng ta thực sự là quá xấu hổ, ngài lần thứ nhất dặn dò chúng ta làm việc, chúng ta nhưng không cách nào bảo đảm 100% hoàn thành, kính xin ngài cần phải ban thưởng tội. Diệp Thần Phong là lấy hai cái này lão đầu không có biện pháp, há miệng ngậm miệng ban thưởng tội, hắn lông mày đột nhiên vừa nhíu, hắn nhớ tới một chuyện, hắn là xông vào tới nơi này, có tâm người hẳn là biết hắn ở tại Trình Đẹp Chân trong sân, hắn thầm hô một tiếng không tốt, hắn đối với Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, nói, hai người các ngươi lập tức cùng ta đi Trương ra ngoại viện một chuyến. C.O.M. Nói xong, Diệp Thần Phong liền hướng nhà đá bên ngoài lao đi rồi. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước tuy rằng không biết Diệp Thần Phong vì sự tình gì sốt ruột, nhưng bọn họ vẫn là theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau. Giờ khắc này Trương ra ngoại viện, Trình Đẹp Chân chỗ ở bên trong viện. Trước đó ngoại viện nguyên nhân bên trong Diệp Thần Phong gây nên động tĩnh, Trình Đẹp Chân bọn hắn một cái chi mạch người, được di chuyển xuất nội viện không bao lâu, bọn hắn tự nhiên là không có tâm tình đi tham gia náo nhiệt, ai biết không lâu lắm thời gian, Trương ra nội viện cùng ngoại viện người, đem Trình Đẹp Chân sân vây lại đến mức nước chảy không lọt rồi. Trình Đẹp Chân một cái chi mạch người toàn bộ tập trung đến của nàng trong nhà. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia đứng ở Trình Đẹp Chân bên cạnh, mà Trình Đẹp Chân dòng chính hậu bối, bọn hắn một cái chi mạch bên trong thiên tài Trương Thành Văn, hắn đầy mặt lửa giận đứng ở Trình Đẹp Chân bên phải. Ngoại trừ Trình Đẹp Chân đám người ở ngoài, trước đó quăng ngã một cái chó gặm bùn năm tên Trương gia lão tổ, bọn hắn cũng toàn bộ ở đây. Một tên trong đó nửa bước thần tôn lão tổ đứng ở phía trước nhất, hắn tên là Trương Chí Được. Trương Chí đi tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong hướng về Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước bế quan nhà đá lao đi rồi, nhưng Diệp Thần Phong quá quái lạ rồi. Lấy thực lực của hắn đuổi theo cũng không giúp được bất kỳ bận bịu. Khi biết Diệp Thần Phong cùng Trình Đẹp Chân có quan hệ sau, hắn liền trực tiếp xuất lĩnh còn lại người đi tới Trình Đẹp Chân bên trong viện. Vạn nhất Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng nắm Diệp Thần Phong bó tay toàn tập, hắn còn có thể đem Trình Đẹp Chân đám người làm con tin. Đã có Trương gia người lòng đầy căm phẫn đem Diệp Thần Phong hành động nói một lần. Này làm cho Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn tràn đầy khiếp sợ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chỉ có địa thần cảnh, làm sao có khả năng tại Trương gia bên trong quấy động phong vân. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia là một mặt lo lắng. Dù sao bọn họ là từng chứng kiến Diệp Thần Phong sức chiến đấu kinh khủng, bọn hắn chỉ là không biết Diệp Thần Phong vì sao phải xông vào Trương gia nội viện bên trong. Trương Chí đi chợt quát lên, Trình Đẹp Chân, các ngươi một cái chi mạch cũng biết tội. Dám to gan mang theo giáp tâm hại người người tiến vào chúng ta Trương gia, người bụng dạ khó lường a hát. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, còn không đem nội tình của hắn toàn bộ bàn giao đi ra. Trương Chí đi trong cơ thể nửa bước thần tôn thật khí thế tại trong nhà tràn ngập ra. Hướng về Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn đám người từng tầng ép tới. Trình Đẹp Chân chỉ có nửa bước thần vương thực lực, cho dù Trình Viễn Mộc cũng chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ, đám người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trình Đẹp Chân ánh mắt nhìn Trình Viễn Mộc, Diệp Thần Phong là Trình Viễn Mộc mang tới người, lẽ nào cái kia Diệp Thần Phong đúng là một cái giáp tâm hại người người. Trình Đẹp Chân, các ngươi còn không mau mau đối lão tổ thật thà. Các ngươi được di chuyển xuất nội viện. Đây là Trương gia quy củ. Lưới, lẽ nào các ngươi liền bởi vì chuyện này, muốn làm ra gây bất lợi cho Trương gia sự tình tới sao? Bọn hắn một cái chi mạch hoàn toàn không cần tồn tại, Trình Đẹp Chân là bọn hắn một cái chi mạch bên trong người thực lực mạnh nhất, nhưng này Trình Đẹp Chân căn bản không họ Trương, người không phải chúng ta Trương gia người. Chu vi Trương gia những người còn lại từng cái bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận âm thanh ở trong không khí vang lên. Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn đám người sắc mặt càng khó xem, nguyên bản bọn hắn một cái chi mạch tại Trương gia hoàn cảnh sẽ không tốt, bây giờ vẫn còn. Trương Thành Văn đem ánh mắt nhìn về phía Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia, hắn muốn nói tới tất cả cùng mình chi mạch căn bản không có quan hệ, nhưng Trình Viễn Mộc dù sao cũng là Trình Đẹp Chân thân ca ca, hắn cái này làm vãn bối không thể không cân nhắc chính mình lão tổ tâm tình. Trình Viễn Mộc tuy rằng không biết Diệp Thần Phong vì sao phải xông vào Trương gia nội viện. Nhưng mạng của bọn hắn là Diệp Thần Phong cứu, bọn hắn biết Diệp Thần Phong nhất định có nguyên nhân của mình, trong lòng bọn họ sẽ không đi trách cứ Diệp Thần Phong. Trình Viễn Mộc đứng dậy, các ngươi chỗ nói người là cùng ta cùng nhau, đây căn bản không liên quan muội muội ta Trình Đẹp Chân sự tình.
càng thêm không liên quan bọn hắn một cái chi mạch sự tình. Tại Trình Viễn Mộc đứng sau khi đi ra, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia cũng kiên quyết không rời đứng dậy. Giả nếu không có Diệp Thần Phong, bọn hắn bây giờ căn bản không có hô hấp không khí tư cách, cho dù vì Diệp Thần Phong chết một lần lại có làm sao. Trương Chí đi nhìn thấy đứng ra Trình Viễn Mộc đám người, hắn cười lạnh nói, nhìn không ra, thật đúng là có tình có nghĩa, các ngươi khẳng định biết tiểu tử kia là người nào chứ. Tại chúng ta Trương gia như thế tùy ý làm bậy, lẽ nào thật sự cho là chúng ta Trương gia là có thể mặc người chém giết thịt cá. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Trương Chí đi thân ảnh bay thẳng đến Trình Viễn Mộc bạo hướng mà đi, trong lòng của hắn chính kìm nén một bụng lửa giận. Trước đó lời thề son sắt muốn bắt được Diệp Thần Phong, nhưng kết quả lại quăng ngã một cái chó gặm bùn, tâm tình của hắn hội tốt mới là lạ chứ. Đương nhiên Trương Chí đi cũng không phải muốn giết Trình Viễn Mộc, dù sao trong tay hắn cần con tin, Diệp Thần Phong thực sự thật là quỷ dị. Trình Đẹp Chân thấy Trương Chí đi đối ca ca của mình động thủ, lấy thực lực của nàng căn bản là không ngăn cản được. Tại Trương Chí đi bóng người quỷ mị, bàn tay muốn bắt tại Trình Viễn Mộc trên bả vai lúc. Hai đạo dồn dập tiếng gào vang lên, vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, hai cổ lực lượng cường đại vọt thẳng đánh vào Trương Chí làm được trên thân thể. Âm. Một tiếng, Trương Chí làm được thân thể bay ngược ra ngoài, lần thứ hai mặt hướng mặt đất, lại quăng ngã một cái chó gặm bùn. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, Diệp Thần Phong, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước bọn hắn thân ảnh của ba người đột nhiên xuất hiện tại trong sân. Vừa vặn là Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước động thủ, bọn hắn nhưng là dọa một thân mồ hôi lạnh, đang đuổi đến ngoại viện trên đường, bọn hắn từ Diệp Thần Phong trong miệng biết rồi một ít chuyện, nếu như thanh tộc trưởng bằng hữu làm cho bị thương, bọn hắn thật không gánh được a hát. Chương 2385, suýt chút nữa dọa nước tiểu. Trình Đẹp Chân bên trong viện, tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, theo Diệp Thần Phong, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước xuất hiện. Tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ. Người ở chỗ này cũng có thể nghe ra vừa vặn tiếng gào xuất thân từ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, đem Trương Chí đi đập bay ra ngoài đồng dạng là Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước sức mạnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong không phải mạnh mẽ xông vào Trương gia nội viện người sao? Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước không những cùng Diệp Thần Phong cùng nhau xuất hiện, hơn nữa còn giống như đứng ở Diệp Thần Phong phía bên kia. Nguyên vốn chuẩn bị đem tất cả những thứ này nhận lãnh tới Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia, bọn hắn trong con người cũng tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt, bọn hắn căn bản không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn một cái chi mạch người, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình cổ quái, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước là Trương gia trí cao vô thượng tồn tại, Trương Chí đi các loại còn lại lão tổ tại hai người bọn họ trước mặt căn bản không thể so sánh. Diệp Thần Phong nhìn thấy Trình Viễn Mộc đám người không có một chút nào tổn thương, hắn hoàn toàn là yên tâm xuống, nếu như Trương Chí đi tổn thương Trình Viễn Mộc, hắn chả thật không biết nên nắm Trương Chí đi làm sao bây giờ. Dù sao trước đó là hắn mạnh mẽ xông vào Trương gia. Diệp Thần Phong đi tới Trình Viễn Mộc đám người bên cạnh, hỏi các ngươi đều không có chuyện gì chứ. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao đám người cơ giới hóa lắc đầu, trong lòng bọn họ căn bản lý không rõ ràng chuyện này. Tại sao Trương gia hai vị thần tôn cảnh sơ kỳ lão tổ, thật giống toàn bộ đứng ở Diệp Thần Phong bên này? Đây căn bản không phù hợp lẽ thường, bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Quăng ngã một cái chó gặm bùn, trên mặt dính đầy bùn đất Trương Chí đi, vừa vặn Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước sức mạnh chỉ là đưa hắn đẩy ra ngoài, hắn cũng không có bị thương gì, từ dưới đất đứng lên sau đó trong lòng của hắn là vừa tức vừa nộ. Hắn không hiểu nổi Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước làm cái gì vậy. Lẽ nào Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước được Diệp Thần Phong cho khống chế sao? Xuống lại tại trong sân còn lại Trương gia người. Có mấy người vốn là ôm nhìn có chút hả hê tâm thái đến xem Trình Đẹp Chân bọn hắn một cái chi mạch, nhưng bây giờ cả sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Trương Chí đi các loại còn lại mấy vị lão tổ, bọn hắn so với Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước tiểu đời trước. Tại Trương Chí đi yếu mở miệng thời điểm, Trương Ứng Năm quát lớn, thứ hỗn trướng, nếu từ dưới đất đứng lên rồi. Còn không mau mau lập tức lại đây chịu nhận lỗi. Chỉ ngươi này đạo đức chả làm chúng ta Trương gia lão tổ. Bình thường Trương gia sự tình toàn bộ giao cho các ngươi phụ trách, ta xem các ngươi thành Trương gia làm cho càng ngày càng không được quy củ rồi.
Trương Ứng Thủy tụ bào cũng mạnh mẽ vung lên, may là hôm nay các ngươi không có những thành sai lầm lớn, bằng không lão phu ta cần phải muốn tự tay hủy đi xương cốt của các ngươi. Thấy hết thảy Trương gia người không rõ, Trương Chí đi cùng mấy vị thần vương cảnh lão tổ. Bọn hắn lửa giận trên mặt cũng không hạ thấp, Trương Ứng nước nhìn một Diệp Thần Phong tiếp tục nói, các ngươi biết vị tiểu hữu này là người nào sao? Hắn đến từ cho chúng ta ân nhân trong gia tộc, năm đó không có ân nhân, chúng ta Trương gia cho tới bây giờ cũng chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì gia tộc, thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng sẽ không sinh ra. Ở đây hầu như hết thảy Trương gia người. Bọn hắn cũng không biết Trương gia ân nhân là Long tộc, nhưng bọn họ biết Trương gia quật khởi là có người dẫn lên. Nhưng Trương Chí đi cùng mấy vị Trương gia thần vương cảnh lão tổ, bọn họ là biết một ít chuyện, bọn hắn biết Trương gia cùng Long tộc có quan hệ, Trương gia có thể có hôm nay, hoàn toàn là Long tộc trong bóng tối giúp đỡ, phải biết Long tộc nhưng là viễn cổ thời đại sơ kỳ vạn tộc đứng đầu A-Hát. Trương Ứng Nước nếu nói Diệp Thần Phong là tới từ ở Trương gia ân nhân gia tộc. Này há không phải nói rõ Diệp Thần Phong đến từ chính trong Long tộc sao? Trương Chí đi đám người chưa từng đi về Long Cốc, mỗi lần Long tộc người đến cũng chỉ liên hệ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, bọn hắn liền thấy Long tộc người tư cách cũng không có. Ai cũng biết lần này xông vào Trương gia nội viện người là trong Long tộc người. Hiện tại Trương Chí đi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chẳng trách trước đó thân thể của bọn họ sẽ không có cách nào nhúc nhích, hẳn là tới từ ở trong huyết mạch áp chế. Trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Chí đi cùng mấy vị thần vương cảnh lão tổ, bọn hắn lập tức đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, bọn hắn xuất hiện ở trên mặt nơi nào còn dám có lửa giận, từng cái cho Diệp Thần Phong cúc cung, trong đó Trương Chí hành đạo, vừa vặn có bao nhiêu mạo phạm, thực sự không biết tiểu hữu thân phận của ngươi, ta Trương Chí đi ở nơi này hướng về ngươi chịu tội rồi. Mấy vị kia thần vương cảnh lão tổ cũng đi theo chịu tội. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia nhìn thấy chịu tội Trương Chí đi đám người. Bọn họ là càng thêm trợn mắt hốc mồm, bọn hắn biết Diệp Thần Phong là từ Trung Châu tới, bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong hay là cùng Ngô gia, Giang gia có phần quan hệ, nhưng Diệp Thần Phong lúc nào trở thành Trương gia ân nhân gia tộc bên trong người. Chẳng lẽ nói Trương gia ân nhân chính là Ngô gia cùng Giang gia sao? Điều này cũng hoàn toàn nói không thông. Diệp Thần Phong họ Diệp. Mà Ngô gia cùng Giang gia toàn bộ họ Ngô cùng Giang, Diệp Thần Phong hẳn không phải là Ngô gia cùng Giang gia người, chỉ là cùng hai gia tộc này có phần ngọn nguồn, các loại dấu hiệu cho thấy, Trương gia ân nhân gia tộc, hẳn là không thể nào là Ngô gia cùng Giang gia. Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn cũng trợn to mắt, bọn hắn cũng đều biết Trương Chí làm được tỳ khí, cái này Trương Chí hành vi người từ trước đến giờ nghiêm túc cùng nghiêm ngặt, tính cách cũng ngạo vô cùng. Trong tình huống bình thường căn bản sẽ không cho người cúi đầu. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đối Trương Chí đi đám người xin lỗi vẫn là không thỏa mãn, phải biết Diệp Thần Phong nhưng là Long tộc tộc trưởng A-Hát. Đây là đối Long tộc tộc trưởng xứng đáng xin lỗi thái độ sao? Trương Chí đi đám người ngược lại cũng biết Long tộc sự tình. Dứt khoát Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Thủy tướng thân phận của Diệp Thần Phong nói cho bọn họ biết được rồi, kết quả là... Trương Ứng Năm cho Trương Chí đi mấy vị lão tổ đơn độc truyền âm, một giúp thứ hỗn trướng, cho ta lấy ra một điểm nói xin lỗi thái độ đến, các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Long tộc tộc trưởng, chúng ta trong cơ thể đều có Long tộc yếu ớt huyết mạch, chỉ là tộc trưởng một ý nghĩ, muốn tiêu diệt các ngươi những này vô liêm sỉ căn bản là chuyển tay đầu ngón tay sự tình. Trong đầu quanh quẩn Trương Ứng Năm thanh âm, Trương Chí đi các loại lão tổ có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn trong nháy mắt là ngây người như phỗng, đợi đến phục hồi tinh thần lại sau đó thân thể của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy lên rồi. Bọn hắn biết Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước có cỡ nào kính trọng Long tộc, tuyệt đối sẽ không nắm Long tộc sự tình đến đùa giỡn. Nói cách khác trước mặt Diệp Thần Phong đúng là Long tộc tộc trưởng. Long tộc trong truyền thuyết tộc trưởng, Trương Chí đi đám người suýt chút nữa dọa đái. Long tộc tộc trưởng không phải là đùa giỡn A-Hát. Phù phù, phù phù, phù phù. Trương Chí đi cùng mấy vị thần vương cảnh lão tổ, bọn hắn từng cái hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, Trương Chí đi âm thanh có chút run rẩy nói, chả xin ngài tha thứ của ta liều lĩnh, kính xin ngài chỉ tội, bất luận bất kỳ trách phạt, ta đều nguyện ý tiếp thu. Vài tên thần vương cảnh lão tổ cũng lắp bắp, bọn hắn chỗ lời nói cùng Trương Chí thứ mấy hồ tương đồng. Trương Chí đi các loại lão tổ nguyện ý cúc cung xin lỗi, đã là phi thường khó được sự tình. Làm sao nháy mắt ở giữa? Trương Chí đi đám người toàn bộ quỳ xuống nói xin lỗi.
Diệp Thần Phong đối với cái này, hắn là liên tục cười khổ, hắn căn bản không yêu cầu Trương Chí đi bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi, trong chuyện này hắn cũng có sai, dù sao cũng là hắn xông vào Trương gia nội viện. Chương 2386, từ chối báo cho. Tại Trương Chí đi cùng mấy vị thần vương cảnh lão tổ quỳ xuống đến từ sau. Chu vi những kia tụ lại ở trong sân Trương gia ngoại viện cùng nội viện người, bọn hắn trước đó cũng cho rằng Diệp Thần Phong là giáp tâm hại người người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết phải làm gì cho đúng. Trong chớp mắt, có một tên ngoại viện Trương gia người cũng hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, có cái này một cái mở đầu sau. Phù phù, phù phù. Thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy từng cái Trương gia người toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Diệp Thần Phong biết chắc là Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cho Trương Chí đi bọn hắn truyền âm rồi, bằng không Trương Chí đi bọn hắn tuyệt đối sẽ không quỳ xuống, đến khắp chung quanh những Trương gia đó người, bọn hắn tuy rằng không biết thân phận của Diệp Thần Phong, thế nhưng Trương Chí đi các loại lão tổ đều quỳ xuống, ở tình huống như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng chỉ có thể đủ đi theo quỳ xuống. Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn một cái chi mạch người, bọn hắn từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ có phải hay không cũng phải hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Tại Trình Đẹp Chân không biết như thế nào cho phải thời điểm. Diệp Thần Phong lập tức mở miệng nói, mọi người đều đứng lên đi. Trước đó là ta xông vào Trương gia nội viện, là ta có lỗi trước, chỗ dùng các ngươi không cần hướng về ta nói xin lỗi, coi như chuyện lúc trước đi qua đi. Trương Chí đi đám người không có ý đứng lên. Diệp Thần Phong con mắt nhìn một mắt Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước hai cái này lão đầu nghĩ thầm Long tộc tộc trưởng chính là Long tộc tộc trưởng, quả nhiên là đủ lòng dạ rộng lớn a hát. Trương Ứng Năm quát lên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nghe không hiểu lời nói sao? Đều đứng lên cho ta đi. Trương Chí đi mấy vị lão tổ, bọn hắn vốn là không dám đứng lên, Long tộc tộc trưởng tên tuổi thực sự quá vang dội rồi. Bọn hắn thậm chí không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì trừng phạt. Nhưng ai biết Long tộc tộc trưởng dĩ nhiên không tính đến rồi, trong lòng bọn họ đồng dạng xuất hiện Long tộc tộc trưởng khoan hồng độ lượng ý nghĩ. Trương Chí đi mấy vị lão tổ, bọn hắn hung hăng hướng về Diệp Thần Phong nói cảm ơn, cảm tạ Diệp Thần Phong không trách tội. Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận, không thích hợp để hết thảy Trương gia người đều biết. Trương Ứng Nước phất phất tay, nói, toàn bộ cho ta tản đi đi. Hôm nay chuyện nơi đây không cho phép ngoại chuyện, nếu như người nào dám ở bên ngoài nói bậy nói bạ. Như vậy lập tức trục xuất Trương gia. Còn lại Trương gia người tất cũng không biết Diệp Thần Phong là Long tộc tộc trưởng, cũng không biết mình gia tộc cùng Long tộc có liên quan. Khi nghe đến Trương Ứng Nước lời nói sau, những này Trương gia người rất nhanh tản đi rồi. Rất nhanh, chỉ còn dư lại Trương Ứng Năm, Trương Ứng Nước cùng Trương Chí đi đám người lão tổ, còn có Diệp Thần Phong. Trình Viễn Mộc cùng Trình Đẹp Chân đám người. Trương Ứng Năm cho Diệp Thần Phong truyền âm nói, tộc trưởng, chúng ta bây giờ liền liên lạc Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường những lão gia hỏa kia, xem có thể hay không từ bọn hắn trong miệng hỏi ra Ngô gia cùng Giang gia vị trí. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong khẽ gật đầu sau, Trương Ứng Năm khá là khách khí đối với Trình Đẹp Chân, nói, mượn ngươi nơi này gian phòng dùng một lát. Trình Đẹp Chân lập tức nói ra, lão tổ xin cứ tự nhiên. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước lập tức đi vào trong sân trong một gian phòng, Trương Chí đi mấy vị lão tổ cũng thận trọng đi theo. Trong nhà chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, Trình Viễn Mộc, Trình Đẹp Chân cùng Trình Diệp Giao đám người. Từng đạo toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn không dám ở Diệp Thần Phong trước mặt lỗ mãng rồi, không thấy vừa vặn liền ngay cả Trương Chí đi các loại lão tổ. Thậm chí là toàn bộ Trương gia đều hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống nói xin lỗi ma. Diệp tiểu huynh đệ, người đây cũng là làm cho cái nào vừa ra. Trình Viễn Mộc trong giọng nói không thiếu có thán phục. Diệp Thần Phong thuận miệng nói, trước đó liền suy đoán cùng Trương gia có thể có chút ngọn nguồn. Vì xác định chuyện này, ta mới xông vào nội viện, làm như vậy là để hướng về Trương gia hai vị thần tôn lão tổ xác nhận một chút. Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn, nói, nếu như các người muốn ở đến nội viện đi, các người bất cứ lúc nào đều có thể đi trở về. Ta lát nữa cùng các người Trương gia hai vị lão tổ nói một tiếng. Chuyện đến nước này, Trình Đẹp Chân là biết Diệp Thần Phong có lai lịch lớn rồi, dù sao Diệp Thần Phong là ca ca của nàng Trình Viễn Mộc mang tới,
đối với bọn họ một cái chi mạch chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tại ngươi vừa vặn muốn cảm tạ Diệp Thần Phong thời điểm, Trương Thành Văn mở miệng, đa tạ ngươi có ý tốt, nhưng ta không muốn dựa vào quan hệ trở về nội viện, ta sẽ dùng năng lực của ta để cho chúng ta một cái chi mạch trở về nội viện, ta sớm muộn cũng sẽ bước lên chế thuốc một đường, trở thành một tên xuất sắc luyện dược sư. Mỗi người đều có của mình một ít kiên trì, nếu Trương Thành Văn đều nói như vậy Diệp Thần Phong liền không miễn cưỡng nữa. Diệp Thần Phong cười nói, muốn bước lên chế thuốc một đường. Nhất định sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi tăng lên, ngươi tự mình cân nhắc rõ ràng đi. Dựa vào tự mình tìm tòi liền muốn bước vào luyện dược sư hàng ngũ, này thì càng thêm khó khăn. Diệp Thần Phong khí thế trên người như trước duy trì trên đất thần cảnh. Được Diệp Thần Phong lần này thuyết giáo sau đó Trương Thành Văn luôn cảm giác làm không thoải mái. Làm không được tự nhiên. Chính lúc này, hai tiếng, trước đó Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước chỗ tiến vào trong phòng, đột nhiên nhớ tới hai đạo tiếng bạo liệt. Diệp Thần Phong nói, ta đi xem. Trình Đẹp Chân cùng Trình Viễn Mộc đám người chưa cùng đi qua, dù sao trong phòng đều là Trương gia lão tổ. Trương gia lão tổ hội đối với bọn họ như thế hiền lành, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong, bọn hắn hay là lưu ở trong sân tốt. Tại Diệp Thần Phong đẩy cửa đi tiến trong gian phòng sau. Hắn nhìn thấy Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước trong bàn tay che kín bột phấn, trên mặt tràn đầy tức giận. Trên ngực dưới phập phồng, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng coi như là nhận thức Vạn Hỏa Thành Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường bên trong mấy lão già. Tại sau khi vào phòng, bọn hắn liền dùng đưa tin ngọc bài liên lạc Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường lão già này, Trương Ứng Năm phụ trách liên hệ Dược Thánh Đường, Trương Ứng Nước phụ trách liên hệ Khí Thánh Đường. Nhưng kết quả bất luận hai người bọn họ nói như thế nào, thậm chí là cho Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường khai xuất phong phú điều kiện, hai cái này trong thế lực lão gia hỏa, bọn hắn căn bản chết không há mồm, đến cuối cùng trực tiếp một phương diện cắt đứt đưa tin ngọc bài liên hệ, này làm cho Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước là nổi trận lôi đình, sau trực tiếp đem trong tay đưa tin ngọc bài cho vê thành bột phấn. Đáng ghét, những kia ngoan cố không thay đổi lão già. Không phải là để cho bọn họ nói một chút Ngô gia cùng Giang gia vị trí, quả thực thật giống yếu mạng của bọn hắn tựa như. Trương Ứng Năm hùng hùng hổ hổ nói ra, Trương Ứng Nước nhìn thấy đi tới Diệp Thần Phong, hắn nói, tộc trưởng, xem ra chúng ta từ Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh trong đường khẩu hỏi không ra Ngô gia cùng Giang gia vị trí rồi. Trương Chí đi nổi trận lôi đình quát lên, Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường bọn hắn vẫn đúng là đem mình quá coi là chuyện to tát rồi. Bọn hắn cho là mình là cái gì? Đây là chúng ta tộc trưởng phải biết tin tức, bọn hắn dĩ nhiên cũng dám không nói cho chúng ta. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Vừa vặn tự nhận là đắc tội rồi Diệp Thần Phong Trương Chí đi, hắn thừa cơ hội này là đại biểu quyết tâm. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, xem ra hắn nhất định muốn tự mình đi một chuyến Dược Thánh Đường hoặc là Khí Thánh Đường rồi. Chương 2387, Dược Tháp. Bởi vì Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước không cách nào hỏi ra Ngô gia cùng Giang gia vị trí, cho nên sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong tự mình đi hướng về Dược Thánh Đường rồi. Nguyên bản Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước muốn phải bồi Diệp Thần Phong cùng đi. Nhưng cuối cùng được Diệp Thần Phong cự tuyệt, nếu Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường căn bản không cho Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước mặt mũi, như vậy bọn hắn bồi tiếp Diệp Thần Phong đi vậy là không làm nên chuyện gì. Thấy Diệp Thần Phong đã làm ra quyết định, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng không tiện cưỡng cầu rồi. Trình Đẹp Chân bọn hắn một cái chi mạch thiên tài Trương Thành Văn, hắn vừa vặn cũng muốn đi Dược Thánh Đường đi bộ một vòng, hắn bây giờ bức thiết muốn bước vào luyện dược sư, nhưng khổ nỗi không ai chỉ đạo, hắn mỗi lần đều sẽ rút thời gian đi Dược Thánh Đường phụ cận loanh quanh một cái, xem có thể hay không gặp phải nguyện ý chỉ đạo hắn luyện dược sư. Kết quả là... Diệp Thần Phong trực tiếp để Trương Thành Văn dẫn đường rồi, Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia tự nhiên cũng đi theo, cuối cùng liền Trình Đẹp Chân cũng cùng một chỗ rồi, liền ngay cả Trương gia lão tổ đều coi trọng như vậy Diệp Thần Phong, người không thể không cẩn thận bồi tiếp. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn bước ra Trương gia thời điểm, Trương Chí đi rất sớm liền tại cửa Trương gia hậu, tuy rằng Diệp Thần Phong ngày hôm qua cự tuyệt Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cùng đi, nhưng Trương Chí đi luôn cảm thấy không an lòng. Hắn nhưng là đắc tội rồi vị này Long tộc tộc trường, hắn nhất định muốn tìm một cơ hội đền bù một chút, cho nên hắn trời còn chưa sáng liền chờ xuất phát rồi. Tại Trương gia cửa lớn ngừng lại một chiếc tiểu hình,
lại cực kỳ sang trọng linh thuyền, Trương Chí đi bồi tiếu, Trương gia khoảng cách Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường có đoạn khoảng cách, để cho ta tới đưa các ngươi đi đi. Diệp Thần Phong mới vừa muốn cự tuyệt, hãy nhìn đến Trương Chí đi lo sợ dáng rất bất an, hắn nói ra, được, liền làm phiền ngươi đưa chúng ta một chuyến. Nghe được Diệp Thần Phong không có từ chối, Trương Chí đi lập tức cười nói, không phiền phức, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Trương Chí đi cười ha hả đem Diệp Thần Phong đón nhận linh thuyền. Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn là thở dài không ngớt, Trương Chí đi nhưng là Trương gia bên trong nhất là nghiêm túc thận trọng lão tổ rồi, hôm nay lại tại vì Diệp Thần Phong đi theo làm tùy tùng, bọn hắn làm sao cảm giác Diệp Thần Phong khí thế trên người cũng chỉ có địa thần cảnh tầng thứ. Xem ra Diệp Thần Phong thật sự đến từ chính Trương gia ân nhân gia tộc bên trong rồi, có thể coi là tới từ ở Trương gia ân nhân gia tộc, Diệp Thần Phong tối đa cũng chỉ là Trương gia ân nhân bên trong gia tộc vãn bối. Trương Chí đi còn có tối hôm qua Trương ứng năm cùng Trương ứng nước căn bản không cần cung kính như thế, thậm chí là tại Diệp Thần Phong trước mặt, Trương Chí đi đám người tâm cam tình nguyện làm người hầu. Trong lòng không nghĩ ra, Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Tại Trình Viễn Mộc đám người bước lên linh thuyền sau đó hai người bọn họ cũng lập tức đi tới. Trương Chí đi khống chế linh thuyền một đường hướng về Dược Thánh Đường phương vị bay đi. Diệp Thần Phong chỉ cần biết được Ngô gia hoặc là Giang gia, trong đó một cái vị trí chỗ ở là được rồi, dù sao Ngô gia cùng Giang gia tại cùng một nơi. Linh thuyền vững vàng nhanh chóng ở trên bầu trời phi hành. Bởi linh thuyền tốc độ cực nhanh. Cho nên, không bao lâu thời gian. Trương Chí đi liền khống chế linh thuyền đã rơi vào trên mặt đất. Từ linh trên thuyền đi xuống sau đó ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt một tòa cực kỳ to lớn kiến trúc. Tại kiến trúc này ngay phía trên tấm bảng thình lình viết Dược Thánh Đường này ba chữ lớn, Dược Thánh Đường cửa vào là nối liền không dứt người, thuốc này Thánh Đường bên trong ngoại trừ có luyện dược sư bên ngoài, trong đó trả đối ngoại bán luyện chế các loại đan dược chờ. Có thể nói toàn bộ Vạn Hỏa Thành địa phương náo nhiệt nhất chính là Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường rồi. Tại đi tới Dược Thánh Đường môn khẩu sau đó trong không khí lửa nóng càng thêm nồng nặc. Tại Dược Thánh Đường bên trái có một cái tầng ba cao đỏ tháp, giờ khắc này, tại đỏ tháp trước vây đầy rậm rạp chẳng chịt người. Diệp Thần Phong hỏi, nơi đó là đang làm gì? Trương Chí đi vừa định cần hồi đáp, nhưng lại bị Trương Thành Văn giành trước một bước. Này làm cho Trương Chí đi là giận không chỗ phát tiết, hắn nhưng là muốn tại Long tộc tộc trưởng trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện a hát. Chỉ thấy Trương Thành Văn một mặt hâm mộ nói ra, đó là dược tháp, phàm là có dược thánh đường địa phương, toàn bộ đều sẽ có một cái dược tháp. Dược tháp là vì luyện dược sư chuẩn bị, nếu như ngươi không phải là dược thánh đường luyện dược sư, như vậy ngươi chỉ muốn thông qua dược tháp ba khảo nghiệm, cuối cùng trèo lên đỉnh dược tháp. Như vậy ngươi có thể hướng về Dược Thánh Đường đưa ra một yêu cầu, chỉ cần Dược Thánh Đường có thể làm được, như vậy bọn hắn thì sẽ không từ chối. Nếu như ta có thể leo lên dược tháp cái kia thì tốt biết bao a hát. Ta là có thể thỉnh cầu bái Dược Thánh Nội Đường luyện dược sư làm thầy, đáng tiếc muốn khiêu chiến dược tháp, tối thiểu yếu ngũ phẩm luyện dược sư, nếu như là ngũ phẩm bên dưới luyện dược sư bước vào dược tháp, căn bản liền dược tháp tầng thứ nhất cũng không qua lọt. Dược tháp Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười, nếu Dược Thánh Đường có quy củ như vậy chỉ cần hắn thông qua Dược Tháp sau đó trước mặt mọi người hướng về Dược Thánh Đường đặt câu hỏi, đến lúc đó Dược Thánh Đường người hẳn không có ra mặt từ chối trả lời chứ. Tối hôm qua Trương ứng năm cùng Trương ứng nước không có nói cho Diệp Thần Phong Dược Tháp sự tình, cái kia là bởi vì bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư, còn nữa bọn hắn biết Dược Tháp độ khó. Thậm chí là lục phẩm hoặc là thất phẩm luyện dược sư, muốn thông qua dược tháp đều cực kỳ khó khăn. Diệp Thần Phong hướng về dược tháp đi tới. Chỉ thấy toàn bộ màu đỏ dược tháp mặt ngoài khắc họa đầy các loại linh thảo. Xuống lại tại dược tháp người chung quanh là nghị luận sôi nổi. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn vừa vặn đến gần dược tháp thời điểm, chỉ thấy một vệt bóng đen được dược tháp bắn ra bay ra. Bóng đen này trên người mặc một bộ trường sam màu đen. Đầu đội mũ trùm, cả khuôn mặt được ẩn giấu ở mũ trùm bên trong. Đây không phải trước đó cùng Diệp Thần Phong bọn hắn tại Vạn Hỏa Thành cửa thành gặp gỡ quỷ tôn ma. Quỷ này tôn là một gã thất phẩm luyện dược sư. Tại quỷ tôn bị đẩy lùi đi ra sau. Chung quanh tiếng bàn luận nhiều hết mức rồi. Khiêu chiến dược tháp giống như là quỷ tôn chứ. Hắn nhưng là thất phẩm luyện dược sư rồi,
liền ngay cả hắn cũng không thông qua tầng thứ hai. Thuốc này tháp độ khó cũng quá mạnh đi nha. Quỷ tôn cũng không phải dược thánh đường người, hắn chế thuốc là dã lộ tử, rất nhiều mặt mặt đều không vững chắc, hắn này thất phẩm luyện dược sư, muốn so còn lại thất phẩm luyện dược sư đẳng cấp thấp một chút. Khoảng cách lần trước có người thông qua dược tháp còn giống như là hơn 300 năm trước đây này chứ. Lúc đó là một gã dã lộ tử ngũ phẩm tuổi trẻ luyện dược sư thông qua được dược tháp, sau vạn hỏa thành dược thánh đường hai vị lão tổ liền tự mình thu người kia làm đồ đệ. Người kia bây giờ tại dược thánh nội đường nhưng là cực kỳ nổi danh luyện dược sư một trong rồi, có người nói hắn tại trong 300 năm liên tục bước ra hai cấp, bây giờ cũng đang thất phẩm luyện dược sư tầng thứ. Từ dược tháp bên trong bị đẩy lùi đi ra ngoài quỷ tôn, từ hắn bên trong thân thể tản ra nồng nặc hung khí, nhưng hắn cũng không dám ở nơi này tạo thứ, tuy nói hắn có thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, thế nhưng dược thánh đường hai vị lão tổ đều tại thần tôn cảnh sơ kỳ. Hơn nữa dược thánh đường tại viễn cổ giới địa vị không thấp. Quỷ tôn chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, hắn tới khiêu chiến dược tháp là nghe nói tại vạn hỏa trong thành dược thánh đường lấy được một loại thiên địa chi hỏa, bây giờ hắn thiên địa chi hỏa không biết được ai cho thu rồi. Hắn bức thiết cần muốn lần nữa thu được một loại thiên địa chi hỏa, đây chính là hắn khiêu chiến dược tháp mục đích, nhưng là hắn quá đánh giá thấp dược tháp khó khăn. Chương 2388, một cái khiêu lương tiểu sử mà thôi. Tại quỷ tôn bị bắn ra dược tháp thời điểm. Dược thánh nội đường. Một chỗ sâu thẳm trong thạch thất. Trong đó mỗi một tấc trong không khí đều tràn đầy lửa nóng mùi vị. Ở thạch thất chính giữa để hai cái cự đại lò thuốc, hai tên lão giả ngồi ở hai cái này lò thuốc trước, một tên dáng dấp nhìn qua khoảng 30 tuổi nam nhân, đứng ở cái này hai tên lão giả bên cạnh. Tại hai cái dược đỉnh bên cạnh trong hư không, ngưng tụ một bộ hình ảnh, rõ ràng là bên ngoài dược tháp cảnh tượng. Hai cái này lão giả chính là vạn hỏa thành dược thánh đường lão tổ Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, hai người bọn họ không chỉ có là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa chế thuốc phẩm bậc toàn bộ đã tới bát phẩm. Tuy nói ở chính giữa châu cũng có hai tên bát phẩm luyện dược sư, nhưng viễn cổ giới bát phẩm luyện dược sư, tuyệt đối là bảo hết trung châu bát phẩm luyện dược sư. Hai người hoàn toàn không có thể sánh được. Đứng ở Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bên cạnh nam tử, hắn chính là hơn 300 năm trước thông qua dược tháp người, hắn hôm nay là Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng đồ đệ, thực lực tại thiên thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, luyện dược sư cấp bậc tại thất phẩm, tên của hắn gọi là Lý Vô Niệm, ở bề ngoài tuy rằng nhìn qua chỉ có khoảng 30 tuổi, nhưng hắn tuổi thật tối thiểu có mấy trăm tuổi đến hơn 1000 tuổi giữa. Chỉ là một cái quỷ tôn. Còn muốn thông qua dược tháp. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, hắn thất phẩm trình độ, ngay cả ta 1% cũng so không hơn. Lý Vô Niệm trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thường Bách Vũ nói, Vô Niệm, ngươi là vị sư gặp chế thuốc thiên phú mạnh nhất, bây giờ ngươi đã là thất phẩm luyện dược sư rồi, ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua chúng ta, Ngô gia là luyện dược sư thánh địa, đến lúc đó chúng ta đề cử ngươi tiến vào Ngô gia. Tương lai nói không chắc bước vào cửu phẩm cũng không phải là không có khả năng. Dư Minh Tùng cũng gật đầu nói, hiện tại có thể thông qua dược tháp người là càng ngày càng ít, nếu như cái cá nhân đều có đổ nhi người bực này thiên phú, chúng ta luyện dược sư cũng không đáng giá, bất quá, luyện dược sư thế giới cũng có quá nhiều năm không có từng sinh ra thiên tài, này thật là chúng ta luyện dược sư thế giới bi ai. Dư Minh Tùng bọn người ở tại dược thánh nội đường nói chuyện phiếm thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Trình Viễn Mộc đám người triệt để đi tới dược tháp trước, quỷ tôn núp ở bên trong góc, hắn cái kia tại mũ trùm bên trong phát ra ánh sáng xanh lục ánh mắt làm người ta sợ hãi cực kỳ. Diệp Thần Phong hỏi, phải như thế nào mới có thể khiêu chiến dược tháp? Nghe vậy, không chỉ có Trương Chí đi, Trương Thành Văn Hòa Trình đẹp chân sững sờ, liền ngay cả Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia cũng hơi dừng lại một chút. Bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư. Trương Thành Văn không khỏi hỏi, ngươi là luyện dược sư. Muốn khiêu chiến dược tháp tối thiểu yếu ngũ phẩm luyện dược sư, nếu như là ngũ phẩm bên dưới luyện dược sư, đi vào không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị bắn ra bay ra ngoài. Muốn khiêu chiến dược tháp đúng là không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần ngươi trực tiếp đi vào dược tháp bên trong là được rồi. Tại Trương Thành Văn tiếng nói hạ xuống xong. Diệp Thần Phong không lại đối Trình Viễn Mộc đám người làm giải thích quá nhiều rồi, hắn bay thẳng đến dược tháp đi đến, không bao lâu thời gian, thân ảnh của hắn liền tiến vào dược tháp bên trong,
thậm chí là Trương Chí đi đám người đều không ngăn trở kịp nữa. Trình Đẹp Chân nhìn xem Trình Viễn Mộc, nói ca, người vị này Diệp tiểu huynh đệ là luyện dược sư. Trình Viễn Mộc lắc lắc đầu, này, ta đây cũng không biết. Duy nhất biết Diệp Thần Phong là Long tộc tộc trưởng Trương Chí đi, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm, Long tộc tộc trưởng tuyệt đối không phải không bình thường, Long tộc tộc trưởng hẳn là đối luyện thuốc cũng có một chút hiểu rõ chứ. Cho nên hắn hẳn là luyện dược sư, bất quá, cổ tịch thượng cũng không có ghi chép Long tộc am hiểu chế thuốc. Ở đây những người còn lại nhìn thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tử tiến vào dược tháp bên trong, nguyên bản quỷ tôn bị đẩy lùi đi ra, bọn hắn chuẩn bị tản đi rồi, hiện tại bọn hắn lại một mặt trêu đùa lưu lại. Mới vừa tiến vào dược tháp tiểu tử kia là người nào? Hắn cũng muốn khiêu chiến dược tháp, đây không phải đùa giỡn ma, hắn cho là mình cái gì người nào? Ta xem hắn cho là mình là hơn 300 năm trước Lý Vô Niệm rồi, hắn khí thế trên người chỉ có trên đất thần cảnh, từ hơi thở của hắn phán đoán, hắn hẳn là còn rất trẻ, cụ thể bao nhiêu năm linh nhất định muốn thông qua máy móc kiểm tra mới có thể biết rõ. Ta dám nói tiểu tử này tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 tuổi, còn trẻ như vậy một tên tiểu tử, hắn cũng không phải xuất thân từ dược thánh đường, hắn nhiều lắm cũng là một cái dã lộ tử, hắn chế thuốc trình độ có thể cao đi nơi nào. Các ngươi nói hắn bao lâu cũng sẽ bị bắn ra đi ra. Ở xung quanh người nghị luận ầm ĩ thời điểm, dược tháp trước giữa không trung xuất hiện một bộ to lớn hình ảnh. Phàm là có người khiêu chiến tiến vào dược tháp bên trong phát sinh tất cả toàn bộ hội hiển hiện bên ngoài tới. Tâm trong tràn đầy lửa giận quỷ tôn, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong tiến vào dược tháp bên trong, hắn ngược lại là đối Diệp Thần Phong có chút ấn tượng. Hắn nhớ rõ tại Vạn Hỏa Thành cửa thành gặp phải, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong bọn hắn cũng chỉ là run dế, bây giờ một con run dế đều đi khiêu chiến dược tháp rồi, dưới cái nhìn của hắn vô cùng buồn cười, hắn chỉ chờ Diệp Thần Phong bị đẩy lùi đi ra, hắn hầu như có thể khẳng định Diệp Thần Phong liền dược tháp tầng thứ nhất đều không thể thông qua. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào hiện tại dược tháp phía ngoài trên tấm hình. Mà lúc này dược thánh đường chỗ kia sâu thẳm bên trong thạch thất. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào dược tháp sau đó Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng không tự chủ lắc đầu. Từ khi hơn 300 năm trước, Lý Vô Niệm một lần thông qua dược tháp, tại viễn cổ giới danh tiếng vang xa sau đó có không ít dã lộ tử luyện dược sư đều tới khiêu chiến dược tháp, nhưng cuối cùng toàn bộ là bị đẩy lùi xuất dược tháp, căn bản không có một người thông qua. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng đều là cảm giác không ra Diệp Thần Phong luyện dược sư cấp bậc. Tại dược tháp không có kiểm tra luyện dược sư cấp bậc cơ quan. Người tuổi trẻ bây giờ đều quá táo bạo rồi, không muốn chuyên tâm nghiên cứu chế thuốc, chỉ muốn danh chấn viễn cổ giới, cuối cùng đều chỉ sẽ biến thành một chuyện cười. Xem ra sau này chúng ta dược thánh đường dược tháp không thể tùy tùy tiện tiện khiêu chiến, tối thiểu yếu thiết lập một ngưỡng cửa. Thường Bách Vũ bình thản nói ra. Dư Minh Tùng cũng vô cùng tán thành, những kia dã lộ tử nội luyện nước thuốc chuẩn không sai luyện dược sư. Chúng ta ngược lại cũng đều là đã gặp, nhưng tiểu tử này chúng ta là lần đầu tiên nhìn thấy, ta xem hắn tám thành là vừa vặn bước vào chế thuốc một đường, muốn đi vào dược tháp thử vận khí một chút, tại viễn cổ giới cái nào có nhiều như vậy cái Lý Vô Niệm, chúng ta đổ nhi chế thuốc thiên phú so với Ngô gia chế thuốc trong thánh địa thiên tài cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Lý Vô Niệm lạnh lẽo nói ra, hai vị sư phụ, bước vào dược tháp bên trong tiểu tử, chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Chúng ta không cần thiết tiếp tục quan tâm dược tháp rồi, Ngô gia sẽ là ta Lý Vô Niệm chế thuốc trình độ chân chính bạo phát địa phương, ta một nhất định phải trở thành mạnh nhất luyện dược sư. Dư Minh Tùng nói, Vô Niệm, người nói mặc dù không tệ, nhưng vi sư thường thường nói với người yếu bớt nóng vội, duy trì một viên tâm bình tĩnh đối với chúng ta luyện dược sư tới nói rất trọng yếu. Tại chế thuốc thời điểm, người không cách nào khống chế tâm tình, thậm chí chỉ cần tâm tình một cái chấn động. Có lúc tự sẽ khiến người chế thuốc đã thất bại, nhìn thêm xem những người thất bại này trải qua, người thì sẽ không nguyện ý biến thành một cái người thất bại rồi. Chương 2389, cực hạn, khống không hỏa. Tiến vào dược tháp tầng thứ nhất Diệp Thần Phong. Hắn tự nhiên không biết mọi người đối với hắn chê trách. Dược tháp tầng thứ nhất rất lớn, bốn phía trên vách tường khắc họa đầy từng đóa ngọn lửa màu đỏ. Tại Diệp Thần Phong đánh giá bốn phía thời khắc, chỉ thấy trong hư không xuất hiện năm chữ to, khống ngũ hỏa, có thể qua.
Ý tứ chính là khống chế 5 loại hỏa diễm là có thể thông qua dược tháp tầng thứ nhất. Bỗng nhiên trong lúc đó, khắc họa tại dược tháp tầng thứ nhất 4 phía vách tường từng đóa ngọn lửa màu đỏ tản ra nhàn nhạt ánh sáng, một đóa ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới. Thuốc này tháp tầng thứ nhất chính là thử thách luyện dược sư khống hỏa năng lực. Từ dược tháp tầng thứ nhất 4 phía trên vách tường lao ra hỏa diễm, chỉ là một loại hư huyễn hỏa diễm. Nhưng đối với thân ở dược tháp bên trong người mà nói, lao ra hư huyễn hỏa diễm cùng chân thực hỏa diễm không có gì khác nhau. Diệp Thần Phong nhưng là thứ thiệt bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giáo dục dưới, hắn cái này bát phẩm luyện dược sư trình độ không giống người thường rồi. Trên người nhưng vẫn là duy trì địa thần cảnh thật khí thế, bàn tay vung lên, thần niệm cùng linh khí bắn ra, cái kia hướng về hắn tấn công tới hỏa diễm. Lập tức tại bàn tay hắn bên trong an ổn bắt đầu nhảy lên, hắn làm thuận lợi liền khống chế lại đệ nhất đóa hỏa diễm rồi. Đang khống chế ở đệ nhất đóa hỏa diễm trong nháy mắt. Tầng thứ nhất 4 phía trên vách tường lại lao ra khỏi thứ hai đóa ngọn lửa màu đỏ, từ trong vách tường lao ra hư huyễn hỏa diễm, màu sắc tuy nói tương đồng, nhưng cũng không phải giống nhau hỏa diễm. Bình thường đối với không có thiên phú luyện dược sư tới nói, có thể khống chế một loại hỏa diễm đã tốt vô cùng. Coi như là thiên phú mạnh mẽ, cấp bậc phi thường cao luyện dược sư, khống chế hỏa diễm số lượng cũng có giới hạn, nói thí dụ như hơn 300 năm trước thông qua dược tháp khảo hạch Lý Vô Niệm, hắn năm đó khống chế 5 đóa hỏa diễm sau, hắn không có lập tức đi tới dược tháp tầng thứ 2, tiếp tục lưu lại dược tháp tầng thứ nhất, khi đó 4 phía trên vách tường vẫn cứ biết bay suốt hỏa diễm, thẳng đến khống chế 7 đóa hỏa diễm, ngay lúc đó Lý Vô Niệm không kiên trì nổi, hắn mới bước lên dược tháp tầng thứ 2. Đồng thời điều khiển 5 đóa hỏa diễm, đây là đi về tầng thứ 2 điểm mấu chốt. Cho dù bây giờ Dược Thánh Đường lão tổ Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, bọn hắn thân là bát phẩm luyện dược sư, nếu như bọn hắn tiến vào dược tháp bên trong, như vậy bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể đồng thời điều khiển 13 đóa đến 15 đóa hỏa diễm. Đối mặt bay đến thứ 2 đóa hỏa diễm, Diệp Thần Phong bàn tay theo tay khẽ vẫy, thứ 2 đóa hỏa diễm cũng ngoan ngoãn tiến vào trong bàn tay của hắn rồi. Hắn điều khiển nổi lửa diễm đến căn bản là không tốn sức chút nào. Sau đó thứ 3 đóa cùng thứ 4 đóa hỏa diễm cũng bay ra. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm điều khiển ở, quả thực như uống nước cùng ăn cơm đơn giản như vậy. Tại Diệp Thần Phong đồng thời điều khiển 4 đóa bất đồng hỏa diễm lúc. Dược Thánh Đường. Chỗ kia sâu thẳm nhà đá bên trong. Thường Bách Phú, Dư Minh Tùng cùng Lý Không Niệm tình bọn họ con người toàn bộ ngưng lại. Cho dù lúc trước Lý Vô Niệm cũng không có cách nào như thế nhẹ nhõm điều khiển hỏa diễm, Thường Bách Vũ nói ra, lẽ nào chúng ta nhìn lầm. Tiểu tử này có chút bản lãnh, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đủ một lần điều khiển mấy đóa hỏa diễm. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng thân là Dược Thánh Đường lão tổ, bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể khống chế dược tháp. Thường Bách Vũ trên người linh khí trở mình chuyển động. Dược tháp trong tầng thứ nhất trên vách tường nhiều đóa ngọn lửa màu đỏ lấp lóe càng thêm lợi hại rồi. Thường Bách Phú tạm thời đem thông qua tầng thứ nhất yêu cầu cho sửa lại, cho dù có thể điều khiển 5 đóa hỏa diễm, cũng không thể đi lên tầng thứ 2 rồi. Nguyên bản lời nói nếu như có thể đồng thời điều khiển 5 đóa hỏa diễm, đi về dược tháp tầng thứ 2 cầu thang sẽ xuất hiện. Hiện tại Thường Bách Phú vì nhìn xem Diệp Thần Phong khống hỏa năng lực mạnh bao nhiêu, hắn đem Diệp Thần Phong hạn chế ở tầng thứ nhất. Nói cách khác trừ phi Thường Bách Vũ để đi về tầng thứ 2 cầu thang xuất hiện, bằng không đi về tầng thứ 2 cầu thang sẽ không tự chủ xuất hiện. Tại Thường Bách Vũ sửa lại dược tháp bên trong quy tắc thời điểm. Diệp Thần Phong vừa vặn là đồng thời khống chế 5 đóa hỏa diễm, nhưng căn bản không nhìn thấy đi về tầng thứ 2 cầu thang xuất hiện, này làm cho lông mày của hắn là chăm chú vừa nhíu. Dược tháp tầng thứ nhất 4 phía trên vách tường từng đóa lấp lóe càng ngày càng lợi hại rồi. Từng đóa hỏa diễm từ trong vách tường bay ra cũng càng lúc càng nhanh. Diệp Thần Phong có chút tức giận, hắn không hiểu Dược Thánh Đường vì sao phải làm khó hắn. Dược Thánh Đường người cũng không nhận thức hắn chứ, nhưng tức thì tức. Đối mặt từ trên vách tường bạo hướng mà đến từng đóa hỏa diễm. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói lầm bầm, rất lâu không chế thuốc, tự xem như là luyện tập một cái khống hỏa năng lực đi. Ta liền thanh khí thế duy trì trên đất thần cảnh. Nếu như dùng thần vương cảnh thực lực đến khống hỏa, như vậy liền càng thêm không có ý tứ rồi.
Diệp Thần Phong cánh tay ở trong không khí múa lên. Hắn thành thạo điêu luyện điều khiển một đóa lại một đóa hỏa diễm. Rất nhanh, hắn khống chế hỏa diễm số lượng liền đến 15 đóa rồi. Thân ở Dược Thánh Đường bên trong thạch thất Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng đã sững sờ rồi, mà Lý Vô Niệm trong con ngươi tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Thường Bách Vũ đã quên đi rồi để đi về tầng thứ hai cầu thang xuất hiện. Cho nên từ bốn phía trên vách tường vẫn là không đoạn có nhiều đóa hỏa diễm bạo hướng mà ra. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế. Tại đồng thời khống chế 30 đóa hỏa diễm thời điểm, Diệp Thần Phong cảm giác thấy hơi cố hết sức. Nhưng này chả không phải hắn cực hạn. Không ngừng khống hỏa. Không ngừng khống chế nhiều đóa hỏa diễm. Lại sau một chốc sau. Diệp Thần Phong khống chế hỏa diễm số lượng đến 50 đóa nhiều. Khí thế một mực duy trì trên đất thần cảnh Diệp Thần Phong, hắn trên trán toát ra từng viên một mồ hôi hột. Hắn vẫn cứ không có ý định hiển lộ ra của mình chân thực khí thế, lấy địa thần cảnh thật khí thế, hắn không ngừng khống hỏa, lại khống hỏa. Hắn khống hỏa số lượng tại không ngừng lên cao. Cả người cũng bị mồ hôi cho hoàn toàn thấm ướt. Thẳng đến đồng thời khống chế 100 đóa hỏa diễm thời điểm, trên vách tường cũng không còn hỏa diễm bạo hướng mà ra rồi. Bay ra 100 đóa hỏa diễm, đây là dược tháp tầng thứ nhất mức cực hạn. Thường Bách Vũ không có thử ra Diệp Thần Phong khống hỏa cực hạn, Diệp Thần Phong ngược lại là thanh dược tháp tầng thứ nhất bay ra hỏa diễm cực hạn cho thử đi ra, chuyện này quả thật là trào phúng cực kỳ. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trong đầu một mảnh trống không, tư duy căn bản sẽ không chuyển động, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói cái này căn bản là kỳ tích. Yếu không phải là bọn hắn tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là giả dối, đây tuyệt đối là giả dối. Đồng thời điều khiển 100 loại hỏa diễm, này mở cái gì người đời cười chê. Lý Vô Niệm trên mặt hiện lên sát ý, hắn nhưng là Dược Thánh Đường thiên tài, hắn tuyệt đối không thể khoan dung những người còn lại cướp đi địa vị của hắn, mà Diệp Thần Phong xuất hiện để hắn nhìn thấy nguy cơ lớn lao, đồng thời khống chế 100 loại hỏa diễm, tại khống hỏa trên năng lực. Diệp Thần Phong quả thực là bỏ qua rồi hắn mấy trăm con phố. Buồn cười là hắn vừa vặn còn nói Diệp Thần Phong chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Bây giờ cái này khiêu lương tiểu sửu lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Miệng hắn bên trong hàm răng thật chặt bắt đầu cắn, trong lòng đã tại nghĩ phải như thế nào đem Diệp Thần Phong cho giết chết. Nhưng hắn còn tại ôm một tia hy vọng, hắn hy vọng Diệp Thần Phong chỉ là khống hỏa năng lực yêu nghiệt đến gia súc mà thôi. Còn lại chế thuốc năng lực đều cực yếu. Chương 2390, độ khó khăn nhất thứ 2 tầng. Dược tháp bên ngoài. Mọi người thấy hiển hiện ra hình ảnh. Hiện trường an tĩnh có thể dùng quỷ dị để hình dung. Từ trước đây đến bây giờ dược tháp tầng thứ nhất toàn bộ là kiểm tra khống hỏa năng lực, mà tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 thử thách mỗi lần đều sẽ có biến động, cho nên dược tháp người bên ngoài cũng toàn bộ biết, chỉ cần có thể khống chế 5 đóa hỏa diễm. Là có thể thông qua tầng thứ nhất. Khống chế hỏa diễm đối với luyện dược sư tới nói phi thường trọng yếu, nhưng muốn đồng thời thông báo nhiều loại hỏa diễm cũng rất khó khăn, hơn 300 năm trước Lý Vô Niệm tại tầng thứ nhất cũng mới khống chế 7 đóa hỏa diễm AH. Về phần Dược Thánh Đường lão tổ Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, bọn hắn khống hỏa năng lực tối đa cũng chỉ có thể khống chế 10 mấy đóa. Nhưng vừa vặn đi vào dược tháp tiểu tử, lại đồng thời điều khiển 100 đóa hỏa diễm. Đây là thứ thiệt khống bách hỏa AH. Nếu như không phải dược tháp bên trong hình ảnh hội biểu hiện đi ra bên ngoài đến, e sợ không có ai tin tưởng chuyện hoang đường như vậy. Có người có thể khống bách hỏa, quả thực là đùa giỡn. Nhưng hôm nay bọn hắn tận mắt thấy trước mắt tất cả những thứ này, bọn hắn không thể không tin tưởng đây là sự thực, ánh mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm hiện tại dược tháp bên ngoài hình ảnh. Diệp Thần Phong khống hỏa năng lực quả thực để cho bọn họ là trợn mắt hốc mồm, cho dù Dược Thánh Đường lão tổ cũng chỉ có thể đủ đồng thời khống chế mười mấy loại hỏa diễm AH. 100 đóa hỏa diễm đồng thời điều khiển, loại này hình ảnh quả thực thật là làm cho người ta rung động. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Còn có hôm nay dược tháp quá kỳ quái, làm sao đi về tầng thứ hai cầu thang chậm chạp không xuất hiện? Xem ra chúng ta đều lầm. Năm đó Lý Vô Niệm mới một lần khống chế 7 đóa hỏa diễm, liền vô cùng ghê gớm rồi, bây giờ tiểu tử này đồng thời khống chế 100 đóa hỏa diễm,
Lý Vô Niệm khống hỏa năng lực liền tiểu tử này một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi, lẽ nào chúng ta lần này lại phải chứng kiến một vị chế thuốc thiên tài quật khởi? Nhân vật bực này chả gọi là thiên tài sao? Hẳn là xưng là vạn năm cũng khó gặp chế thuốc thiên tài, đi về tầng thứ hai cầu thang chậm chạp không xuất hiện, sẽ không phải là Dược Thánh Đường người cố ý mà thôi à. Dược tháp trước tiếng bàn luận sôi trào lên, hầu như tất cả mọi người đến rồi hứng thú. Núp ở đoàn người bên trong góc quỷ tôn, mặt của hắn che giấu tại mũ trùm bên trong, trong đôi mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, trên người hắn nổi lên cuồn cuộn hung khí, nguyên bản hắn căn bản không để vào mắt một con run dế, lại đang tầng thứ nhất khống bách hỏa. Này làm cho hắn có một loại không rõ lửa giận. Quỷ tôn vừa vặn khiêu chiến dược tháp thời điểm, hắn tại tầng thứ nhất cũng mới miễn cưỡng khống chế năm đóa hỏa diễm, tại khống hỏa năng lực phương diện. Hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt chính là một đống chó. Phân. Cái cảm giác này để quỷ tôn là càng ngày càng phẫn nộ rồi, trên người hắn thần tôn cảnh thật khí thế không ngừng bốc hơi mà lên. Trình Viễn Mộc, Trình Diệt Giao, Lão Quản Gia, Trình Đẹp Chân, Trương Thành Văn Hòa Trương Chí đi bọn hắn, đang nhìn đến Diệp Thần Phong có thể khống bách hỏa sau đó bọn hắn đồng dạng là kinh ngạc không ngậm miệng được, bọn hắn ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Đây chính là khống bách hỏa a hát. Trình Viễn Mộc mấy người cũng đều nghe nói hơn 300 năm trước, thông qua dược tháp tài tuyệt thế Lý Vô Niệm, tại tầng thứ nhất khống hỏa bảy đóa sự tình, về phần Dược Thánh Đường lão tổ có thể đồng thời khống chế mười mấy đóa hỏa diễm, bọn hắn cũng biết. Nhưng những người này khống hỏa năng lực cùng Diệp Thần Phong quả thực vô pháp đánh đồng. Vẫn muốn bước lên chế thuốc một đường Trương Thành Văn, hắn nói lắp bắp khống bách hỏa. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, lẽ nào hắn đã là một tên cấp bậc cực cao luyện dược sư sao? Không thể nào, hắn còn trẻ như vậy làm sao có khả năng chế thuốc cấp bậc liền cực cao? Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệt Giao bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, mỗi lần khi bọn họ cho rằng muốn xem thấu Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong liền sẽ lần nữa triển lộ ra một góc, bọn hắn nhìn đến thật giống vĩnh viễn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Trương gia lão tổ Trương Chí đi, hắn tại áp chế khiếp sợ trong lòng sau đó hắn trong con ngươi nổi lên thần thái, trong lòng nói lầm bầm, long tộc tộc trưởng quả nhiên là long tộc tộc trưởng, chúng ta long tộc tộc trưởng năng lực, lại há là các ngươi những này phàm phu tục tử có thể nghị luận, quả thực là không có nhận thức. Trương Chí đi trong lòng không giải thích được dâng lên một loại vinh diệu cảm giác, có thể là trong thân thể hắn cũng có một tia long tộc huyết mạch duyên cớ đi. Nhưng vừa vặn Trương Chí đi cũng không xác định Diệp Thần Phong chế thuốc năng lực, bây giờ lập tức lại trở nên đối Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin lên. Mà giờ khắc này, thân ở dược tháp tầng thứ nhất Diệp Thần Phong. Hắn khí thế trên người một mực duy trì trên đất thần cảnh, hắn không ngừng điều khiển 100 đóa hỏa diễm. Tại tầng thứ nhất bốn phía trên vách tường cũng không còn hỏa diễm xuất hiện, mà đi về tầng thứ hai cầu thang cũng chậm chậm không xuất hiện. Diệp Thần Phong 100% có thể khẳng định, tuyệt đối là Dược Thánh Đường người đang dở trò quỷ, hắn quát lên, Dược Thánh Đường lẽ nào chính là như vậy đối xử tới khiêu chiến dược tháp người sao? Rõ ràng khống chế năm đóa hỏa diễm là có thể thông qua được, mà ta hiện tại khống bách hỏa, làm sao cũng không thấy đi về tầng thứ hai cầu thang xuất hiện. Dược Thánh Nội Đường, chỗ kia sâu thẳm trong thạch thất. Thường Bách Vũ, Dư Minh Tùng cùng Lý Vô Niệm thông qua trước mặt biểu hiện hình ảnh. Bọn hắn cũng rõ ràng nghe được Diệp Thần Phong thanh âm. Lúc này, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, chỉ bất quá nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu lại, bọn hắn không tự chủ cho rằng Diệp Thần Phong quá cuồng ngạo, thật giống căn bản không đem bọn họ Dược Thánh Đường để ở trong mắt. Khống bách hỏa, được lắm khống bách hỏa, quả thực là lão phu ta cũng so không hơn hắn. Bây giờ chúng ta đã đem dược tháp tầng thứ nhất độ khó tăng lên tới cực hạn, hơn nữa tiểu tử này lời nói ở giữa trào phúng rất rõ ràng, nếu như hắn tại chế thuốc còn lại phương diện chả không có trở ngại, hắn hầu như khẳng định có thể thông qua dược tháp rồi. Nhưng khiến hắn như vậy thông qua dược tháp, e sợ đối với chúng ta Dược Thánh Đường uy nghiêm bất lợi, chúng ta đem tầng thứ hai độ khó cũng tăng lên tới cao nhất, đến lúc đó hắn không thông qua dược tháp, chúng ta xuất hiện. Tìm cớ nói dược tháp vừa vặn xảy ra vấn đề, lại cho tiểu tử này phong phú bồi thường, chúng ta còn có thể thu hắn làm đồ, đến lúc đó tiểu tử này tuyệt đối sẽ không oán giận chúng ta Dược Thánh Đường ghim hắn rồi. Đã nhiều năm như vậy,
rốt cuộc lại xuất hiện một thiên tài, hy vọng tiểu tử này không nên chỉ có khống hỏa năng lực yêu nghiệt đến không biên giới. Thường Bách Vũ chậm rãi nói xong, trên người hắn linh khí chấn động, hắn và dược tháp lần nữa lấy được liên hệ, để đi về tầng thứ hai cầu thang xuất hiện. Lão Thường, người ý nghĩ này không sai, tiểu tử này tại tầng thứ nhất liền khống bách hỏa, nếu như hắn thuận lợi thông qua được dược tháp, sau lại gia nhập chúng ta dược thánh đường, hắn còn có thể thanh dược thánh đường ai để ở trong mắt. Sư Minh Tùng cũng gật đầu đồng ý. Lý Vô Niệm từ đầu tới cuối đều là lặng yên không lên tiếng. Mà dược tháp bên trong, đi về tầng thứ hai cầu thang rốt cục xuất hiện, chỉ là Diệp Thần Phong không biết, tầng thứ hai khảo nghiệm độ khó cũng bị hết sức tăng lên tới cao nhất. Tầng thứ nhất hỏa diễm từ từ nhiều đóa biến mất, Diệp Thần Phong bước lên đi về tầng thứ hai cầu thang. Chương 2391, cường thế thông qua. Đi tới dược tháp tầng thứ hai. Không gian rất rộng rãi, bốn phía không có vật gì. Trong đó không khí đột nhiên trở nên bạo động mà lại vặn vẹo lên, này làm cho Diệp Thần Phong có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Một lát sau, đợi đến tất cả khôi phục lại yên lặng. Tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một cái màu xanh lam lò thuốc, tại lò thuốc bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhàn nhạt mùi thuốc từ bên trong tung bay mà ra. Lượn lờ khói khí từ bên trong dược đỉnh bốc hơi mà lên, cuối cùng ở trong hư không tạo thành từng chữ thể. Đem thất phẩm tử nguyên đan luyện chế thành công, có thể qua. Giờ khắc này hình thành cảnh tượng, hẳn là tại một loại ảo giác bên trong, nhưng loại này ảo giác đối với Diệp Thần Phong tới nói, cùng chân thật không có gì khác nhau. Cảm thụ một cái màu xanh lam bên trong dược đỉnh tình huống. Trong đó thất phẩm tử nguyên đan đã luyện chế ra một nửa, hơn nữa này luyện chế ra một nửa tử nguyên đan, đã là hầu như báo hỏng. Muốn đem hầu như báo phế thất phẩm đan dược, tiếp lấy luyện chế đi xuống, còn muốn đem hắn luyện chế thành công, đây là cực độ khó khăn. Tất lại đã là luyện chế ra một nửa đan dược, mỗi một vị luyện dược sư thủ pháp luyện chế cùng chi tiết nhỏ cũng khác nhau, mà chế thuốc rất nhiều lúc cách biệt mảy may, tự sẽ khiến đan dược trực tiếp báo hỏng. Quan trọng nhất đó là này thất phẩm tử nguyên đan đã tiếp cận báo hỏng. Liền coi như là bình thường bát phẩm luyện dược sư ra tay, chỉ sợ cũng rất khó đem này sắp báo phế thất phẩm tử nguyên đan, tiếp lấy luyện chế thành công. Tại Diệp Thần Phong cảm ứng bên trong dược đỉnh tình huống lúc, thất phẩm tử nguyên đan đan phương khắc sâu vào trong đầu của hắn. Tại đây ảo giác bên trong, Diệp Thần Phong căn bản không thể đủ lợi dụng thanh viêm, chỉ có thể khống chế màu xanh lam bên trong dược đỉnh hỏa diễm luyện chế. Phổ thông bát phẩm luyện dược sư rất khó làm được. Nhưng Diệp Thần Phong là phổ thông bát phẩm luyện dược sư sao? Tại Diệp Thần Phong tiến vào dược tháp tầng thứ hai. Dược tháp bên trong cảnh tượng lần nữa hiển hiện đến bên ngoài. Làm mọi người thấy dược tháp tầng thứ hai thử thách sau đó bọn hắn toàn bộ là cực độ không rõ. Tuy nói tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thử thách mỗi lần đều sẽ có biến động, thế nhưng hơn 300 năm trước thông qua dược tháp Lý Vô Niệm, hắn tại tầng thứ hai đồng dạng là phải đem một loại luyện chế ra một nửa, thậm chí cơ hồ là báo phế đan dược, tiếp tục luyện chế thành công. Lúc trước tiến vào dược tháp Lý Vô Niệm là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn phải tiếp tục luyện chế thành công chỉ là một viên tam phẩm đan dược, lấy hắn lúc trước ngũ phẩm luyện dược sư trình độ, hắn hiểm mà lại hiểm đem loại kia sắp báo phế tam phẩm đan dược cho tiếp tục luyện chế thành công rồi. Yếu luyện chế được những người còn lại luyện chế ra một nửa, thậm chí là sắp báo phế đan dược, trong đó độ khó không phải là nhỏ tí tẹo. Bây giờ cũng không ai biết Diệp Thần Phong chế thuốc cấp bậc tại cái gì tầng thứ. Tuy nói hắn tại dược tháp tầng thứ nhất khống bách phát hỏa, nhưng đây chỉ là khống hỏa năng lực, không có nghĩa hắn chế thuốc chỉnh thể trình độ cũng cực cao. Còn nữa lần này tại tầng thứ hai xuất hiện nhưng là thất phẩm tử nguyên đan, muốn sẽ bị luyện chế ra một nửa, sắp báo phế thất phẩm đan dược, tiếp tục luyện chế thành công, e sợ chế thuốc trình độ tối thiểu đến bát phẩm, hơn nữa vậy bát phẩm luyện dược sư chả không làm được. Nhất định muốn là bát phẩm luyện dược sư bên trong đứng đầu nhất. Năm đó Lý Vô Niệm thông qua tầng thứ hai, chỉ phải tiếp tục luyện chế ra tam phẩm đan dược. Làm sao bây giờ đến phiên Diệp Thần Phong lại phải tiếp tục luyện chế ra thất phẩm đan dược? Muốn nói trong đó không hề có một chút vấn đề, ở đây không có bất cứ người nào tin tưởng, lại nói Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy, hắn chế thuốc trình độ hội đến bát phẩm sao? Cái này căn bản là không thể nào. Đê tiện. Quá hèn hạ,
đây chính là cái gọi là dược thánh đường sao? Thông qua dược tháp thử thách, lúc nào trở nên khó như vậy? Trương Chí đi một mặt tức giận quát lên. Mà nằm ở dược thánh đường sâu thẳm bên trong thạch thất Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, bọn hắn khóe miệng hơi hơi mang theo nụ cười, bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy kết quả. Muốn đem luyện chế ra một nửa, hầu như yếu báo phế thất phẩm tử nguyên đan, tiếp tục luyện chế thành công, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng chỉ có 30% nắm chắc, chúng ta chuẩn bị đối người bên ngoài giải thích một chút đi. Nhất định muốn cho bọn họ một cái lý do, chỉ có thể thành tất cả những thứ này nói thành là dược tháp xảy ra vấn đề. Thường Bách Vũ bình thản nói, chúng ta cũng có thể phải suy nghĩ một chút, có thể cho tiểu tử này cái gì bồi thường, khiến hắn có thể tâm cam tình nguyện tiếp thu, sẽ không oán hận chúng ta. Dư Minh Tùng nghĩ ngợi nói ra, Lý Vô Niệm từ đầu tới cuối đều không có mở miệng, mặc kệ cuối cùng kết cục làm sao, hắn đều phải nghĩ biện pháp đem Diệp Thần Phong cho diệt trừ. Mà dược tháp tầng thứ hai bên trong, Diệp Thần Phong điều chỉnh hô hấp. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu gia hỏa, muốn cứu lại sắp báo phế đan dược, vẫn bị người luyện chế ra một nửa, này yếu so với lần nữa luyện chế một viên thuốc khó hơn mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, lúc trước ngươi cũng hầu như không có gặp phải tình huống như vậy. Cho nên, ta cũng không có cơ hội, đem bộ này chế thuốc thủ pháp truyền thụ cho ngươi. Bộ này chế thuốc thủ pháp là chính ta sáng tạo, chính là chuyên môn dùng trên loại tình huống này. Ngươi nhìn kỹ được rồi, ta tại ngươi trong đầu biểu thị một lần. Kèm theo lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh biểu thị xong xuôi. Diệp Thần Phong cánh tay lập tức múa lên, linh khí cùng thần niệm tuôn ra vào lô thuốc bên trong, trước tiên đem bên trong hỏa diễm khống chế được. Hắn khí thế trên người như trước duy trì trên đất thần cảnh. Tại đem màu xanh lam bên trong dược đỉnh hỏa diễm trưởng khống tốt sau đó căn cứ lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh biểu thị thủ pháp, Diệp Thần Phong thuần thục luyện chế ra lên. Hỏa diễm bị khống chế vô cùng nhuần nhuyễn. Bên trong dược đỉnh mỗi một tia không khí, mỗi một tơ linh khí, mỗi một tia khí lưu, toàn bộ tinh chuẩn đã đến cực hạn. Diệp Thần Phong thủ pháp luyện chế nước chảy mây trôi, khiến người ta có một loại vui tai vui mắt cảm giác. Theo thời gian trôi qua, từ bên trong dược đỉnh tung bay ra mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm. Bỗng nhiên trong lúc đó, cầu vồng bảy màu dị tượng tại lò thuốc bên trên hình thành. Chuyện này ý nghĩa là thất phẩm đan dược luyện chế thành công. Chỉ có luyện chế thành công mới có thể xuất hiện cầu vồng bảy màu dị tượng. Tại cầu vồng bảy màu dị tượng xuất hiện sau đó đi về tầng thứ ba cầu thang xuất hiện, Diệp Thần Phong là cường thế thông qua được. Trong tầng thứ hai không khí lần thứ hai hiện ra chuyển động. Tại thất phẩm đan dược luyện chế thành công sau, ảo giác toàn bộ biến mất rồi, lò thuốc cũng đã biến mất. Diệp Thần Phong bước lên đi về dược tháp tầng thứ ba cầu thang. Dược tháp bên ngoài yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt rồi. Diệp Thần Phong đem sắp báo phế thất phẩm tử nguyên đan tiếp tục luyện chế thành công. Điều này đại biểu cái gì? Cho dù Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục luyện chế thành công thất phẩm đan dược, trừ phi hắn là bát phẩm luyện dược sư, hắn cũng tối thiểu nhất là bát phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Muốn bước lên chế thuốc một đường Trương Thành Văn, hắn đờ đẫn nói ra, hắn dĩ nhiên tối thiểu nhất là bát phẩm luyện dược sư. Hòa, cùng dược thánh đường lão tổ cùng một cái phẩm bậc. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Trương Thành Văn chính mình cũng có mấy trăm tuổi, hắn cái suy đoán này là không có chút nào chuẩn. Trương Thành Văn là hối hận cực kỳ, nếu như sớm một chút biết Diệp Thần Phong tối thiểu nhất là bát phẩm luyện dược sư, như vậy cho dù là mặt dày mày dạn, hắn cũng phải bái Diệp Thần Phong vi sư. Chương 2392, Thiên Phú Bạo Tháp. Bất luận không ai từng nghĩ tới, Diệp Thần Phong lại sẽ là bát phẩm luyện dược sư. Liền ngay cả biết Diệp Thần Phong thực lực chân thật Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia, bọn hắn cũng chậm chậm không cách nào phục hồi tinh thần lại. Bộ mặt che giấu tại mũ trùm trong quỷ tôn, hắn trong con ngươi nổi lên ánh sáng xanh lục càng thêm rõ ràng, bị hắn coi làm kiến hôi Diệp Thần Phong. Dĩ nhiên tối thiểu trả là một gã bát phẩm luyện dược sư. Quỷ tôn trời sinh tính hung tàn, tâm tính của hắn cực kỳ chật hẹp, thậm chí hắn đối Diệp Thần Phong sinh ra sát niệm. Mà dược thánh đường sâu thẳm bên trong thạch thất.
Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng là triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn đem dược tháp tăng lên tới độ khó khăn nhất, bọn hắn không có hạn chế Diệp Thần Phong tại tầng thứ hai, bọn hắn trước đó cho rằng Diệp Thần Phong là nhất định không qua lọt. Cho nên, tại Diệp Thần Phong luyện chế ra thất phẩm tử nguyên đan sau đó đi về tầng thứ ba cầu thang tự chủ xuất hiện. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng kế hoạch ban đầu rơi vào khoảng không, trên mặt bọn họ biểu lộ vô cùng phức tạp, bọn hắn căn bản không nghĩ tới hội là kết quả như thế, bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được, Diệp Thần Phong dĩ nhiên giống như bọn họ tối thiểu nhất là bát phẩm luyện dược sư. Buồn cười là trước kia bọn hắn còn dự định bồi thường Diệp Thần Phong, thậm chí thu Diệp Thần Phong làm đồ đệ. Đồng dạng tối thiểu nhất là bát phẩm luyện dược sư Diệp Thần Phong, hắn sẽ hiếm lạ những này. Hơn nữa vừa vặn Diệp Thần Phong cực kỳ nhẹ nhõm cứ tiếp tục luyện chế được thất phẩm tử nguyên đan, để hai người bọn họ tiếp tục luyện chế, bọn hắn tuyệt đối không làm được như thế nhẹ nhõm. Nói cách khác, thông qua Diệp Thần Phong đem sắp báo phế thất phẩm tử nguyên đan luyện chế ra đến, liền có thể nói rõ Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng chế thuốc trình độ, e sợ yếu thấp hơn Diệp Thần Phong. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng không thể bình tĩnh, bọn hắn soi mói bình phẩm tiểu tử, kết quả chế thuốc trình độ trả tại bọn hắn bên trên, này để cho bọn họ có một loại tự tát vào mặt cảm giác. Thường Bách Vũ cau mày, nói tiểu tử này đến cùng là từ đâu nhô ra? Hắn chế thuốc trình độ làm sao có khả năng cao như vậy? Hắn tuyệt đối không phải chú cho có thuật, hơi thở của hắn là chân chính tuổi trẻ, tuổi tác của hắn không sẽ vượt qua 500 tuổi. Chúng ta viễn cổ giới lúc nào bốc lên như vậy một cái quái vật đến rồi. Chỉ sợ coi như là Ngô gia vậy chờ chế thuốc trong thánh địa, cũng không có trẻ tuổi có thể vượt qua hắn. Dư Minh Tùng ngưng trọng nói, lão Thường, tiếp tục như vậy, chúng ta dược thánh đường yếu mất hết thể diện rồi, nếu như dưới tình huống này, tiểu tử này đều có thể thông qua dược tháp, sợ là chúng ta dược thánh đường yếu bị trở thành một chuyện cười rồi, chỉ cần là có tâm người, đều có thể thấy được dược tháp độ khó được đề cao. Nếu như tiểu tử này không thông qua dược tháp, như vậy chúng ta còn có thể đứng ra nói là dược tháp chính mình xảy ra vấn đề, chúng ta có thể dành cho tiểu tử này bồi thường thỏa đáng, chỉ khi nào tiểu tử này thông qua được dược tháp, chúng ta tại sao bồi thường câu chuyện. Lặng yên không lên tiếng Lý Vô Niệm, hắn trong con ngươi yếu phun ra tức giận, bây giờ nhìn lại hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt, mới là một cái khiêu lương tiểu sửu, một cái cực kỳ buồn cười khiêu lương tiểu sửu. Hắn hai bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Thường Bách Vũ nói ra, hiện tại chúng ta vẫn có thể làm sao bây giờ. Dược tháp độ khó đã nhắc tới cao nhất, e sợ tầng thứ ba hắn cũng có thể thuận lợi thông qua. Đi tới tầng thứ ba Diệp Thần Phong. Khắc sâu vào hắn trong tầm mắt là một cây căn màu trắng cột thủy tinh tử. Nơi này cột thủy tinh tử có 30 cây, mỗi một cái thượng đều hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, một tầng năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Tại tầng thứ ba chính giữa, có một tấm cao bằng nửa người bàn đá, tại bàn đá ở bề ngoài có một cái rõ ràng dấu bàn tay rãnh. Ở trong hư không lần thứ hai hiện lên từng cái kiểu chữ. Đưa bàn tay đặt tại rãnh bên trong, có thể thắp sáng 10 cái cột thủy tinh, có thể qua. Đánh giá bốn phía Diệp Thần Phong. Hắn cơ bản phán đoán ra tầng này hẳn là kiểm tra chế thuốc thiên phú, hắn đi tới trước bàn đá, đưa bàn tay hướng về trong rãnh đẻ tới rồi. Làm dược tháp người bên ngoài, nhìn thấy tầng thứ ba bên trong hình ảnh lúc. Bọn hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi, dược thánh đường rất rõ ràng là đang làm khó dễ Diệp Thần Phong. Thật vừa đúng lúc, năm đó Lý Vô Niệm tại tầng thứ ba đồng dạng là kiểm tra chế thuốc thiên phú, mà hắn lúc đó chỉ cần thắp sáng 5 cái cột thủy tinh tử cho dù thông qua được, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong lại yếu điểm sáng 10 cái. Đương nhiên tại đã được kiến thức Diệp Thần Phong thông qua trước hai tầng gọn gàng sau đó dược tháp người bên ngoài hầu như có thể khẳng định, 10 cái cột thủy tinh tử hẳn là không làm khó được Diệp Thần Phong. Thắp sáng cột thủy tinh tử nhiều một cái, này chứng minh ngươi chế thuốc thiên phú tốt thượng một phần. Có thể thắp sáng 5 cái cột thủy tinh tử đã coi như là thiên tài. Nơi này sở dĩ có 30 cây cột thủy tinh tử, chẳng qua là ban đầu chế tạo tầng thứ 3 thời điểm. Vì không cho tầng thứ ba quá mức trống trải, cho nên mới dựng đứng 30 cây cột thủy tinh tử. Các ngươi nói hắn có thể đủ thắp sáng bao nhiêu cái cột thủy tinh tử? 10 cái cột thủy tinh tử thắp sáng là có thể khẳng định, có thể thắp sáng 10 cái cột thủy tinh tử, bực này thiên phú e sợ chỉ có Ngô gia chế thuốc thánh địa thiên tài có thể làm được rồi, nhưng hắn thắp sáng cột thủy tinh tử cũng sẽ không nhiều lắm,
Càng đi lên thì càng là khó mà thắp sáng, hẳn là tại 15 căn trong vòng. Tại dược tháp người bên ngoài nghị luận ầm ĩ thời điểm. Dược thánh đường sâu thẳm trong thạch thất. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thở dài một hơi, bọn hắn cũng đã sớm đoán ra Diệp Thần Phong nhất định có thể thông qua tầng thứ 3 rồi. Lão Thường, người nói tiểu tử này đến cùng có thể thắp sáng bao nhiêu cái cột thủy tinh tử? Dư Minh Tùng hỏi. Người cũng không phải biết không? Tầng thứ 3 30 cây cột thủy tinh tử, lúc trước bởi vì quá trống trải, mới dựng đứng nhiều như vậy, có thể thắp sáng 10 cái, đây đã là vậy là đủ rồi không dậy nổi, theo ta thấy hắn nhiều nhất thắp sáng 12 cây đến 13 căn đi. Thường Bách Phú hồi đáp. Mà ở Thường Bách Phú dứt tiếng thời khắc. Thân ở dược tháp tầng thứ 3 bên trong Diệp Thần Phong, hắn đã đem bàn tay đặt tại rãnh bên trong. Thịch, 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 thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mỗi vang lên một thanh âm, liền có một cái cột thủy tinh tử cho điểm sáng. 10 cái cột thủy tinh tử trong nháy mắt được đốt sáng lên, nhưng cột thủy tinh tử thắp sáng xu thế không có yếu bớt. Thịch thịch thịch, thanh âm không dứt bên tai. Thắp sáng cột thủy tinh tử không ngừng tăng nhanh, lập tức đã đột phá 20 cây. Dược tháp người bên ngoài nín thở. Bên trong thạch thất Dư Minh Tùng cùng Thường Bách Vũ khóe mắt cơ bắp liên tục co rút. Cột thủy tinh tử vẫn cứ đang không ngừng bị điểm sáng, từng cây cây cột bên trong bùng nổ ra hào quang màu đỏ. Rất nhanh, 30 cây cột thủy tinh tử toàn bộ được đốt sáng lên. Này 30 cây cột thủy tinh tử bên trong ánh sáng càng ngày càng rồi rào, càng ngày càng rồi rào. Két, 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 nhỏ vụn tiếng vang lên. Chỉ thấy từng cây cột thủy tinh tử thượng xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Cuối cùng ầm, ầm, ầm. Tiếng bạo liệt vang lên, 30 cây bị điểm sáng cột thủy tinh tử lần lượt không ngừng nổ tung. Kèm theo 30 cây cột thủy tinh tử nhanh chóng nổ tung. Toàn bộ dược tháp tầng thứ 3 trực tiếp được nhấc lên, dược tháp tầng thứ 3 thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí là tàn tạ khắp nơi. Diệp Thần Phong chế thuốc thiên phú, trực tiếp bạo kiểm tra thiên phú 30 cây cột thủy tinh tử. Chương 2393, cứ gọi thuốc giấm đường. Mảnh vỡ không ngừng từ dược tháp đỉnh chóp lăn xuống dưới đến. Bởi 30 cây cột thủy tinh tử nổ tung, dược tháp đỉnh chóp trực tiếp được khai xuất một cái lớn vô cùng lỗ thủng khẩu. Trên bầu trời phiêu tán bột phấn cùng cho bụi, trong không khí yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều không ngoại lệ ngây người như phỗng. Phải biết từ khi dược tháp thành lập tới nay, kiểm tra thiên phú cửa ải này, có tối đa người thắp sáng 13 căn cột thủy tinh tử. Căn bản không có người cho là người nào có thể thắp sáng 30 cây cột thủy tinh tử, liền ngay cả dược thánh đường người cũng phi thường khẳng định, bởi vì bọn họ biết lúc trước dựng đứng nhiều như vậy cột thủy tinh tử, hoàn toàn là vì không cho tầng thứ 3 có vẻ quá trống trải, cũng có thể nói là đưa đến trang sức tác dụng. Mà bây giờ Diệp Thần Phong không chỉ có đốt sáng lên 30 cây cột thủy tinh tử, hơn nữa 30 cây cột thủy tinh tử chả không cách nào chân chính kiểm tra xuất. Diệp Thần Phong cuối cùng chế thuốc thiên phú đến cùng tại cái gì tầng thứ? Cuối cùng 30 cây cột thủy tinh tử, trực tiếp được Diệp Thần Phong đáng sợ thiên phú sức mạnh cho no bể bụng. Chuyện này quả thật là khiến người ta không dám tin tưởng, này Diệp Thần Phong rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Những người này tự nhiên không biết Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi. Một cái 30 tuổi liền đến bát phẩm luyện dược sư người, có thể tưởng tượng được hắn chế thuốc thiên phú có cỡ nào ra súc rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong không khí quanh quẩn nhấp nhô liên tục tiếng hít thở, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn dược tháp đỉnh chóp, đến giờ phút này rồi, hay là có người không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Quỷ tôn liều lĩnh ánh sáng xanh lục trong đôi mắt, đồng dạng là tản ra khó mà tin nổi, nguyên bản ở trong mắt hắn con kiến cỏ này, dĩ nhiên một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn trong con người hiện lên tham. Lam. Hắn suy đoán Diệp Thần Phong hay là đã nhận được một vị trí tôn luyện dược sư truyền thừa, nếu như hắn có thể từ Diệp Thần Phong tay lấy được cái này truyền thừa, như vậy hắn chế thuốc trình độ chẳng lẽ có thể tăng lên trên diện rộng rồi. Quỷ tôn khí thế trên người không ngừng mãn duyên nhi xuất, nhưng hắn không dám dưới con mắt mọi người động thủ, hắn chỉ có thể cực lực áp chế trong lòng loại ý nghĩ này. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp giao tại trong những người này, bọn hắn xem như là hiểu rõ nhất Diệp Thần Phong. Bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong cốt linh chỉ có 30, đối mặt Diệp Thần Phong một lần lại một lần bày ra năng lực, bọn hắn nghiễm nhiên là bị kinh ngạc hơi choáng rồi,
bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của giờ khắc này rồi. Diệp Thần Phong nắm giữ bực này kiểu như châu bò chế thuốc thiên phú, chẳng trách Diệp Thần Phong muốn đánh dò xét Ngô gia cùng Giang gia tin tức, xem ra Diệp Thần Phong thật cùng Ngô gia, Giang gia có phần ngọn nguồn. Không đúng. Ngô gia là chế thuốc thánh địa. Giang gia là luyện khí thánh địa. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao đồng thời nghĩ tới điểm này, bây giờ Diệp Thần Phong bát phẩm thân phận của luyện dược sư là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong vẫn là luyện khí sư không được sao? Từ xưa tới nay có ai có thể thuốc khí đồng tu? Bọn hắn không tin Diệp Thần Phong vẫn là luyện khí sư, dù sao muốn đem chế thuốc tăng lên tới bát phẩm đã là cực kỳ khó khăn, căn bản là không có tinh lực luyện khí rồi. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệt Giao hủy bỏ cái này buồn cười ý nghĩ. Trình Đẹp Chân, Trương Chí đi cùng Trương Thành Văn thật lâu không thể bình tĩnh, tại Diệp Thần Phong bát phẩm thân phận của luyện dược sư Vạch Trần, Thiên Phú Bạo Dược Tháp 30 cây cột thủy tinh tử sau, Trương Chí đi lập tức dùng đưa tin ngọc bài liên hệ rồi Trương ra bên trong thực lực mạnh nhất hai vị lão tổ. Tại yên lặng sau một thời gian ngắn, dược tháp trước tiếng bàn luận ồn ào lên. Mà lúc này dược thánh đường chỗ kia sâu thẳm trong thạch thất. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng sắc mặt tái xanh, bọn hắn có phần không tiếp thụ được loại này tương phản to lớn, vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong chỉ là một cái đến tìm vận may tiểu tử mà thôi, có thể theo Diệp Thần Phong khống bách hỏa, tiếp tục luyện chế ra thất phẩm đan dược, này để hai người bọn họ cảm thấy không bằng, mà bây giờ Diệp Thần Phong chế thuốc thiên phú lại bạo 30 cây cột thủy tinh tử, thậm chí thanh dược tháp tầng thứ 3 làm hỏng. Bọn hắn có một loại không đất dung thân cảm giác. Hơn 300 năm trước thông qua dược tháp Lý Vô Niệm, lửa giận của hắn ở trong thân thể du đãng, e sợ hôm nay qua đi, không có ai hội nhắc tới hắn Lý Vô Niệm rồi, về sau mỗi lần có người nhắc tới dược tháp, nghĩ tới nhất định là Diệp Thần Phong. Nguyên bản phần này vinh diệu vẫn là thuộc về hắn Lý Vô Niệm, nhưng hôm nay lại bị Diệp Thần Phong cho cướp đi, hắn lại làm sao có thể cam tâm. Lý Vô Niệm âm thanh trầm giọng nói: Hai vị sư phụ, lẽ nào chúng ta tự tùy ý tiểu tử này lớn lối như thế sao? Trước đó những người còn lại khẳng định cho là chúng ta đang làm khó dễ tiểu tử này, nhưng hôm nay tiểu tử này còn lấy cường thế như vậy tư thái thông qua được dược tháp tầng thứ 3. Chuyện này truyền đi, e sợ những người còn lại hội cho là chúng ta dược thánh đường liền như thế một tên tiểu tử cũng áp chế không nổi, như vậy hội để cho chúng ta dược thánh đường uy nghiêm một lần quét rác. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng cũng cho rằng Lý Vô Niệm nói không sai, đối với bọn hắn tới nói dược thánh đường uy nghiêm là trọng yếu nhất. Dư Minh Tùng nói ra, tiểu tử này xem ra là sẽ không tăng gia nhập chúng ta dược thánh đường rồi, lấy loại người như hắn chế thuốc trình độ cùng thiên phú, đoán chừng hắn liền hai chúng ta lão đầu cũng sẽ không đặt tại trong mắt, kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên đem hắn đuổi đi, sau chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp còn lại. Cũng chỉ có thể đủ trước tiên như vậy. Thường Bách Phú cũng nói. Một giây sau, Dư Minh Tùng cùng Thường Bách Phú thân ảnh biến mất ở bên trong thạch thất, bọn hắn hẳn là hướng về dược tháp lao đi rồi. Mà Lý Vô Niệm cũng lập tức đi theo Dư Minh Tùng cùng Thường Bách Phú. Tại dược tháp tầng thứ 3 Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn trực tiếp từ dược tháp tầng thứ 3 đỉnh chóp lỗ thủng khổng lồ trong cửa động lao ra, hắn khí thế trên người một mực duy trì trên đất thần cảnh. Bóng người vững vàng đứng ở dược tháp phía trên bầu trời. Tại Diệp Thần Phong từ dược tháp bên trong đi ra ngoài trong nháy mắt, ba bóng người lần lượt xuất hiện tại khoảng cách Diệp Thần Phong xa mười mấy mét trên bầu trời, bọn hắn rõ ràng là Dư Minh Tùng, Thường Bách Phú cùng Lý Vô Niệm. Thường Bách Phú vẻ mặt nghiêm túc, nói: Tiểu hữu, ngươi đã thông qua được dược tháp, như vậy ngươi có thể đối với chúng ta dược thánh đường đưa ra một vấn đề cùng yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Diệp Thần Phong nhìn xem Thường Bách Phú, nói ra, ta nói lên cái vấn đề này rất đơn giản, hơn nữa các ngươi dược thánh đường khẳng định biết, nói cho ta Ngô gia vị trí cụ thể ở nơi nào. Đối mặt Diệp Thần Phong nói lên cái vấn đề này, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng không khỏi hơi sững sờ, phải biết Ngô gia nhưng là chế thuốc thánh địa, đó là dược thánh đường hết thảy luyện dược sư trong mắt thần thánh nhất địa phương. Viễn cổ giới lục đại lánh đời tông môn vị trí cụ thể, chỉ có số rất ít người biết, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng lấy tư cách dược thánh đường luyện dược sư, bọn hắn tự nhiên không muốn đem chính mình trong lòng thánh địa vị trí nói ra được. Đã trầm mặc một lát sau, Thường Bách Phú nói, người đổi một vấn đề đi.
Diệp Thần Phong khóe miệng lạnh lùng cười cười, để cho ta đổi một vấn đề. Các ngươi Dược Thánh Đường rõ ràng có thể trả lời cái vấn đề này, các ngươi cố ý đem dược tháp độ khó tăng lên, lẽ nào cho rằng ta không nhìn ra được sao? Hiện tại ta thông qua được dược tháp, các ngươi liền muốn đối mình làm ra hứa hẹn đổi ý. Còn cái gì Dược Thánh Đường đây? Ta xem các ngươi thẳng thắn cải danh gọi thuốc giám đường được. Chương 2394, tự thực ác quả. Lời này vừa nói ra, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà Lý Vô Niệm khóe miệng tránh qua một vệt nụ cười, hắn liền là muốn Diệp Thần Phong không phối hợp, đến lúc đó hắn liền có mượn cớ đem Diệp Thần Phong cho đánh chết, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong tiếp tục sống tiếp rồi. Thực lực của hắn tại thiên thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, mà Diệp Thần Phong chế thuốc thiên phú tuy nói cường hãn, nhưng khí thế trên người chỉ có địa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Cho nên hắn cho rằng lấy thực lực của mình phải giải quyết Diệp Thần Phong, này hẳn là chuyện dễ dàng tình. Đứng ở dược tháp bên ngoài người tu luyện, bọn hắn cũng biết Dược Thánh Đường cùng Ngô gia có phần quan hệ, Dược Thánh Đường tuyệt đối là biết Ngô gia vị trí cụ thể, đã từng Dược Thánh Đường hứa hẹn qua. Chỉ cần có người có thể thông qua dược tháp, liền có thể đối Dược Thánh Đường đưa ra một vấn đề hoặc là một yêu cầu, chỉ cần Dược Thánh Đường có thể làm được, như vậy liền tuyệt đối không thể đổi ý, nhưng hôm nay Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng lại tại dưới con mắt mọi người làm ra bực này lật lọng tự tát vào mặt sự tình. Dược Thánh Đường lúc nào trở nên như thế vô sỉ, vừa vặn dược tháp độ khó tăng lên tới cao như vậy, vị bằng hữu này cũng thông qua được dược tháp, thuốc này Thánh Đường như nào đây có thể đổi ý. Không phải là nói ra Ngô gia vị trí cụ thể mà. Chuyện này đối với Dược Thánh Đường tới nói là dễ như ăn cháo có thể trả lời đi lên. Mình làm ra hứa hẹn liền muốn làm được, đặc biệt là Dược Thánh Đường thế lực to lớn như thế, bọn hắn càng thêm hẳn là yếu đối với mình lời nói phụ trách, mà không phải làm ra những này đổi ý sự tình đến. Trên mặt đất người tu luyện tiếng bàn luận truyền vào Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng trong tai sau. Sắc mặt của bọn họ dường như nuốt đại tiện như thế, bọn hắn biết nhất định muốn mau chóng bình tức chuyện này rồi, nguyên bản bọn hắn muốn mau chút đuổi đi Diệp Thần Phong, ai biết Diệp Thần Phong sẽ hỏi vấn đề như vậy. Bọn hắn lấy tư cách Dược Thánh Đường luyện dược sư, bọn hắn không thể đem Ngô gia vị trí tiết lộ ra ngoài, Dư Minh Tùng cau mày, nói tiểu hữu, cần gì làm người khác khó chịu, phàm là cũng có thể thương lượng, người có thể đổi một yêu cầu cùng vấn đề. Chúng ta bảo đảm có thể cho ngươi một cái hoàn mỹ trả lời. Nguyên bản Diệp Thần Phong đối với Dư Minh Tùng cùng Thường Bách Vũ vẫn là thật thưởng thức, dù sao bọn hắn không nói ra Ngô gia vị trí, này bằng với là đúng Ngô gia phi thường trung thành, nhưng vừa vặn tại dược tháp bên trong. Diệp Thần Phong được liên tục làm khó dễ, này làm cho trong lòng hắn có lửa giận tại bốc hơi, thuốc giám đường chính là thuốc giám đường, các ngươi nói chẳng khác gì là đánh giám. Đã như vậy, ta không có bất kỳ yêu cầu cùng vấn đề. Hôm nay ta cũng coi như đã được kiến thức thuốc giám đường tín dụng. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng sắc mặt âm trầm yếu tích thủy rồi, trong lòng bọn họ nguyên bản cũng nén giận vô cùng, chế thuốc trình độ được một người trẻ tuổi cho làm hạ thấp đi, bây giờ chả chịu đến cỡ này làm khó dễ, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ thật kỹ, vừa bắt đầu là ai trước tiên làm khó dễ của người nào. Tại Diệp Thần Phong yếu đạp không trở về mặt đất thượng thời điểm. Đứng ở Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bên cạnh Lý Vô Niệm, tại tất cả mọi người không có chú ý dưới tình huống, bên trong thân thể của hắn thiên thần cảnh tầng 2 hậu kỳ thật khí thế tăng vọt mà lên, bóng người hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lao đi, nghĩa tránh ngôn từ chợt quát lên, tiểu tử. Ngươi cũng quá được voi đòi tiên, Dược Thánh Đường uy nghiêm há lại là ngươi có thể bêu xấu. Cho ta trước tiên nói rõ ràng lại đi. Lý Vô Niệm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong thân thể hắn lại tràn ngập khởi sát cơ rồi, hắn đã vì chính mình tìm cái cớ thật hay rồi, chờ hắn sau đó đem Diệp Thần Phong giết đi sau đó hắn sẽ một mặt áy náy nói không cẩn thận ra tay quá nặng đi, hắn không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu yếu như vậy, đến lúc đó dù sao có Dược Thánh Đường giúp hắn đẩy, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lý Vô Niệm đột nhiên đằng đằng sát khí động thủ. Liền ngay cả Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng cũng không có dự liệu được, hai người bọn họ nguyên vốn có thể đúng lúc ngăn lại. Dù sao bọn họ là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng bọn họ lại chần chờ một chút, cuối cùng không có ngăn cản, dưới cái nhìn của bọn họ hay là Diệp Thần Phong chết rồi. Cái này cũng là một cái kết quả không tệ. Lý Vô Niệm có thiên thần cảnh tầng 2 hậu kỳ thực lực.
Những người còn lại toàn bộ cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có địa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ thực lực. Thiên thần cảnh tầng 2 hậu kỳ cùng địa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ trong lúc đó, hai người cách biệt thật sự là quá cách xa rồi. Đương nhiên biết Diệp Thần Phong chân thực sức chiến đấu cùng thực lực Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia, trong lòng bọn họ không có quá nhiều lo lắng, bọn hắn vì Lý Vô Niệm ngu xuẩn lắc lắc đầu, này Lý Vô Niệm căn bản là chính mình đi chịu chết. Trương Chí Đi cũng chợt quát lên, dừng tay cho ta. Trong khi nói chuyện, Trương Chí Đi hướng về bầu trời bạo hướng mà đi. Trước đó Diệp Thần Phong tại Trương gia một đường không trở ngại, hắn lợi dụng chính là Long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn cũng căn bản không có biểu hiện ra chiến lực chân chính đến, cho nên tại Trương Chí Đi trong mắt Diệp Thần Phong cũng chỉ là địa thần cảnh thực lực, bọn hắn được Diệp Thần Phong áp chế, hoàn toàn là thân thể bọn họ bên trong có Long tộc huyết mạch. Mà Lý Vô Niệm trong cơ thể cũng không có Long tộc huyết mạch. Đáng tiếc bạo hướng lên Trương Chí Đi, lấy tốc độ của hắn, hắn cũng không kịp ngăn trở. Chỉ thấy Lý Vô Niệm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, Trương Chí Đi trợn mắt trừng trừng, dám động hắn một người có mái tóc, ta Trương gia cùng các ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Lý Vô Niệm căn bản không có để ý tới Trương Chí làm được tiếng gào, khóe miệng hắn liên tục cười lạnh. Hắn ánh mắt nhìn trước mặt không hề động tác Diệp Thần Phong, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong là theo không kịp tốc độ của hắn, không kịp làm xuất phản ứng chút nào. Nắm đấm được linh khí nồng nặc bao vây. Mãnh liệt oanh ra. Không khí phá tan, tứ tán. Lý Vô Niệm quả đấm như mãnh hổ xuống núi, hướng về Diệp Thần Phong trái tim vị trí oanh kích mà đi, thanh âm hắn cực thấp, chỉ có Diệp Thần Phong có thể nghe được, tiểu tử, chết đi. Cho dù người chế thuốc thiên phú mạnh mẽ, người cũng chỉ có phủ dung chớm nở mệnh. Dưới đáy tất cả mọi người nhìn thấy Lý Vô Niệm tràn ngập sát ý một quyền, bọn hắn đáng tiếc lắc đầu, bọn hắn biết Diệp Thần Phong muốn chết rồi, chết ở Lý Vô Niệm trong tay, bọn hắn cảm thấy dược thánh đường quá không biết xấu hổ. Vẫn muốn bước lên luyện dược sư một đường Trương Thành Văn, hắn giận dữ hét cái gì chó má dược thánh đường. Bọn hắn đến cùng trả giảng không giảng lý. Trương Thành Văn hoàn toàn là được Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ cùng thiên phú cho chinh phục. Nắm đấm khoảng cách Diệp Thần Phong trái tim vị trí càng ngày càng gần. Một tiếng. Diệp Thần Phong quanh thân linh khí phòng hộ đột nhiên xuất hiện, bên trong thân thể thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế thể hiện ra. Lý Vô Niệm quả đấm đánh vào linh khí phòng hộ thượng, căn bản liền để linh khí phòng hộ nhấc lên nổi sóng cũng không làm được. Thời khắc này, Lý Vô Niệm con ngươi đều phải từ trong hốc mắt trợn lồi ra, ngươi là thần vương cảnh. Điều này sao có thể? Trừng hạt đậu mồ hôi hột từ Lý Vô Niệm gò má thượng không ngừng bốc lên. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng tại cảm giác được Diệp Thần Phong thật khí thế sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng quát tiểu hữu, hạ thủ lưu tình. Hiện tại biết hạ thủ lưu tình. Lưu con em ngươi tình. Diệp Thần Phong cánh tay run lên. Nắm đấm đột nhiên oanh ra. Thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Thần Phong quả đấm đánh vào Lý Vô Niệm trái tim bên trong, cuối cùng hắn chỉnh cánh tay từ Lý Vô Niệm sau lưng xuyên thấu đi ra. Cái gì gọi là tự thực ác quả? Lý Vô Niệm đem cái này từ giải thích phi thường hoàn mỹ. Chương 2395, khinh người quá đáng. Lý Vô Niệm ánh mắt trợn lên lớn vô cùng. Trái tim bị oanh nát tan. Ngực, khẩu trực tiếp được xuyên một cái đối xuyên, hắn dĩ nhiên không có trước tiên tử vong. Thượng môi dưới mở ra, lại khép lại, trong cổ họng hắn liền một cái âm tiết cũng không phát ra được. Hắn căn bản không nguyện đi tin tưởng, chính mình cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống như vậy kết cục. Hắn nhưng là dược thánh đường đệ nhất thiên tài A-Hát, hắn làm sao có thể liền chết như vậy? Hắn còn muốn đi hướng về chế thuốc thánh địa Ngô gia, ở nơi đó tiếp tục một đường quật khởi. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Lý Vô Niệm quá mức tự cho là đúng, từ đầu tới cuối, Diệp Thần Phong đều không có chủ động đi trêu chọc hắn, là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đố kỵ Diệp Thần Phong, không ngừng nghĩ giết chết Diệp Thần Phong phương pháp xử lý, có thể nói là chính hắn đem chính mình đẩy vào tử vong vực sâu. Diệp Thần Phong xuyên suốt Lý Vô Niệm thân thể cánh tay rút ra. Ngực, nơi cửa xuất hiện một cái lỗ máu Lý Vô Niệm, từ lỗ máu bên trong có cuồn cuộn không đoạn ấm áp tiên huyết phun ra tung tóe. Lý Vô Niệm trong con người không tiếp tục thần thái, trên người liền một tia sinh cơ cũng không có.
ầm, một tiếng. Thân thể của hắn từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng nặng nề rơi vào trên mặt đất. Lý Vô Niệm tốt xấu cũng là chế thuốc thiên tài, hơn 300 năm trước thông qua dược tháp người, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là dược thánh đường trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, bây giờ cứ như vậy vẫn lạc tại Diệp Thần Phong trong tay. Mọi người nhìn trên mặt đất Lý Vô Niệm thi, thể. Không ai từng nghĩ tới Diệp Thần Phong giấu giếm thực lực, Diệp Thần Phong không chỉ có là bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là thần vương cảnh trung kỳ cường giả, chỉ là một cái thiên thần cảnh tầng 2 Lý Vô Niệm, hắn tại Diệp Thần Phong mặt tự nhiên liền cái chả là cái cóc khô gì rồi. Buồn cười là Lý Vô Niệm chả chủ động đi chịu chết, tự tin tràn đầy đi đẩy hơi. Tại đại đa số người trong mắt, Lý Vô Niệm rơi vào kết quả như thế, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Căn bản không trách người khác. Bạo hướng lên Trương Chí đi, hắn rốt cục đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thần Phong bình an vô sự sau. Hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, phải biết Diệp Thần Phong nhưng là Long tộc tộc trưởng A Hát. Người có tên, cây có bóng. Tuy nói Long tộc chỉ là viễn cổ thời đại vạn tộc đứng đầu, bây giờ Long tộc xem như là lui ra này mảnh võ đài của thế giới rồi, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Long tộc diệt tuyệt. Nhưng bọn họ Trương gia biết Long tộc vẫn là tồn tại, hơn nữa bọn hắn Trương gia hoàn toàn là Long tộc nâng đỡ lên, bởi vậy có thể thấy được Long tộc vẫn là rất khủng bố. Cho nên, Trương Chí đi tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong có chuyện, còn nữa hắn vẫn đối với trước đó mạo phạm Diệp Thần Phong sự tình canh cánh trong lòng. Thân ảnh của hắn đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh sau. Hắn hướng về phía Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng. Quát ta hôm nay cũng coi như thấy được các ngươi dược thánh đường khí độ, một lời không hợp liền yếu động thủ giết người, lẽ nào các ngươi cho rằng tại viễn cổ giới, dược thánh đường có thể một tay che trời sao? Vừa vặn đồng thời hô lên hạ thủ Lưu Tình Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, bọn hắn nhìn trên mặt đất chính mình đồ nhi Lý Vô Niệm thi. Thể, trên mặt bọn họ được vô cùng vô tận lửa giận cho lấp đầy, Lý Vô Niệm là đồ đệ của bọn hắn A Hát. Là hai người bọn họ bồi dưỡng lên đồ đệ, bây giờ nhìn thấy đồ đệ của mình chết ở trước mặt, này yếu hai người bọn họ làm sao có thể chịu được. Người chính là như thế ích kỷ. Vừa vặn rõ ràng là Lý Vô Niệm muốn giết Diệp Thần Phong, hai người bọn họ cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Bọn hắn thậm chí cho rằng Diệp Thần Phong bị giết chết, cái này cũng là một cái kết quả không tệ. Mà bây giờ, Lý Vô Niệm không có giết chết Diệp Thần Phong thành công. Trái lại Diệp Thần Phong đem Lý Vô Niệm giết chết. Như vậy Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng liền không thể nào tiếp thu được. Thật đúng là đủ buồn cười. Ở trong mắt bọn họ chính mình đồ nhi Lý Vô Niệm mệnh là mệnh, lẽ nào Diệp Thần Phong mệnh cũng không phải là mệnh sao? Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia bọn hắn cũng lập tức đạp không mà lên, tuy nói thực lực bọn hắn có hạn, nhưng thời điểm như thế này, bọn hắn tuyệt đối không làm được khoanh tay đứng nhìn. Trình Đẹp Chân cùng Trương Thành Văn cũng lập tức đi theo, hiện tại Trương Thành Văn đối Diệp Thần Phong có một loại sùng bái mù quáng rồi, tại Diệp Thần Phong lần lượt hiển lộ ra hắn chỗ chưa thấy một mặt sau. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thân là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn thân là vạn hỏa thành dược thánh đường lão tổ, hai người bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này A Hát. Tuy nói tất cả thật giống đối lý chính là bọn hắn, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu. Khí thế trên người không ngừng sôi trào. Thường Bách Phú quát lên, lúc này cùng các ngươi Trương gia không quan hệ, các ngươi Trương gia tốt nhất bớt lo chuyện người. Tiểu tử này đảm dám giết chúng ta đồ nhi, hắn nhất định muốn giao cho chúng ta dược thánh đường đến xử trí. Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh. Trình Viễn Mộc không phục quát, các ngươi dược thánh đường khinh người quá đáng rồi. Rõ ràng là đồ đệ của các ngươi sẽ đối Diệp tiểu huynh đệ hạ sát thủ, bây giờ hắn bị giết rồi. Này oán được rồi ai? Các ngươi dược thánh đường vô đầu tăng cao dược tháp độ khó, lần lượt khó xử Diệp tiểu huynh đệ, tại Diệp tiểu huynh đệ thông qua dược tháp sau, các ngươi lại từ chối trả lời Diệp tiểu huynh đệ vấn đề, cuối cùng đồ đệ của các ngươi trả đối Diệp tiểu huynh đệ hạ sát thủ, mỗi một chuyện sai đều là các ngươi dược thánh đường. Sư Minh Tùng quát lạnh, ít nói lời vô ích rồi, các ngươi đã không muốn khoanh tay đứng nhìn, như vậy liền để cho chúng ta đến trước tiên đem các ngươi giải quyết. Chúng ta tại bắt tiểu tử đáng chết này. Trên mặt đất Quỷ Tôn, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ phải như thế nào bắt sống Diệp Thần Phong, bây giờ dược thánh đường hai vị lão tổ động thủ, e sợ không có phần của hắn rồi, hắn trong con ngươi lệ khí hiện lên,
hắn phi thường khát vọng biết Diệp Thần Phong chế thuốc thiên phú, vì sao lại như vậy cao? Có phải không thật sự đã lấy được một vị trí tôn luyện dược sư truyền thừa? Còn lại người tu luyện trong lòng bọn họ tuy rằng bất mãn Dược Thánh Đường cách làm, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không dám ra đến nói câu công đạo, thật sự là Dược Thánh Đường tại viễn cổ giới địa vị đặc thù, thậm chí cùng lục đại lánh đời tông môn một trong Ngô gia cũng có quan hệ mật thiết. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thân ảnh biến mất tại trong không khí. Khí thế của bọn họ áp bức hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Đang lúc này, hai bóng người nhanh chóng chắn Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ, hai người này chính là Trương gia thần tôn cảnh sơ kỳ lão tổ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, bọn hắn tại nhận được Trương Chí làm được đưa tin sau đó bọn hắn lập tức chạy tới nơi này. Bàn tay đồng thời hướng lên trước mặt đánh ra. Oanh, oanh, hai tiếng. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng lần nữa từ trong không khí xuất hiện, bọn hắn sắc mặt của hai người đỏ lên một mảnh, hai người bọn họ cũng chỉ là thần tôn cảnh sơ kỳ. Bây giờ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước xuất hiện, quang dựa vào hai người bọn họ muốn bắt được Diệp Thần Phong, đây căn bản là chuyện không thể nào. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bóng người tại trên bầu trời lui về phía sau hai bước. Sự tình đến trình độ này, bọn hắn đã là cũng không lui lại phòng bị rồi, bằng không Dược Thánh Đường còn gì là mặt mũi. Thường Bách Phú lạnh giọng quát lên, được lắm Trương gia, các ngươi đã muốn khinh người quá đáng. Như vậy chúng ta liền cẩn thận vui đùa một chút, chúng ta Dược Thánh Đường sẽ e ngại chỉ là một cái Trương gia sao? Từ Thường Bách Phú trong miệng phun ra khinh người quá đáng cái này bốn chữ. Không cảm thấy có phần buồn cười không? Đến cùng ai mới là khinh người quá đáng? Chương 2396, cao nhất chỉ lệnh. Dược Thánh Đường. Tại viễn cổ giới là một cái đặc thù thế lực. Rất nhiều người cũng phải cần dùng đến đan dược. Thậm chí không ít cường giả bởi vậy thiếu nợ Dược Thánh Đường ân tình. Tại Thường Bách Phú tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Từ Dược Thánh nội đường, có nhất xám nhất hắc hai bóng người nhanh chóng lướt ra khỏi, cuối cùng đạp không đứng ở Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bên cạnh. Này nhất xám nhất hắc chính là một cái áo xám lão giả cùng một cái áo bào đen lão giả, trên người hai người này thật khí thế đồng dạng tại thần tôn cảnh sơ kỳ. Cái này hai tên lão giả đã từng thiếu nợ Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng một ân tình, cho nên bọn hắn đáp ứng đến Dược Thánh Đường làm 3 năm khách khanh trưởng lão, tại thời điểm cần thiết, trợ giúp Dược Thánh Đường động thủ. Áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả khuôn mặt lãnh đạm, hiện trường tình thế cực kỳ trong sáng, hai người bọn họ ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong bọn người trên thân, trong đó áo xám lão giả hỏi là phải giải quyết những người này sao? Thấy Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng gật đầu. Áo bào đen lão giả nói ra, chúng ta phụ trách ngăn cản cái kia hai cái thần tôn cảnh sơ kỳ người. Chỉ cần áo xám lão giả cùng áo xám lão giả có thể ngăn cản Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, những người còn lại tại Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng xem ra căn bản là không đáng sợ. Chạy tới nơi này Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, đang nhìn đến áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả xuất hiện sau đó hai người bọn họ trong con ngươi tránh qua vẻ nghiêm túc, như thế thứ nhất. Song phương thần tôn cảnh nhân số lại bất đồng, quang dựa vào hai người bọn họ căn bản không chống đỡ được đối phương bốn tên thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Trương Ứng Năm lạnh lùng nói, lão Thường, lão Dư, các ngươi không nên thật quá mức rồi, làm người hay là lưu một đường tốt, cả sự tình hoàn toàn đều là các ngươi Dược Thánh Đường lỗi. Vừa vặn Trương Chí đi đã đem chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, đối Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước nói một lần. Tại Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Thủy Nhãn bên trong, Diệp Thần Phong là vô cùng trọng yếu tồn tại, ai cũng không thể thương tổn được Diệp Thần Phong một cọng tóc gáy. Cho dù cuối cùng muốn cùng Dược Thánh Đường ác chiến, hai người bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao không có Long tộc còn lại huyết mạch trợ giúp, cũng sẽ không có ngày nay Trương gia, bọn hắn tự nhiên là phải đem Long tộc tộc trưởng bảo vệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Trương Ứng Nước cũng nói, lão Thường, lão Dư, chúng ta cũng coi như quen biết một hồi. Chuyện này ta xem liền như vậy đình chỉ. Thường Bách Phú hừ lạnh nói, khó trách các ngươi trước đó đến tìm hiểu Ngô gia vị trí, xem ra các ngươi là chịu đến tiểu tử này nhờ vả. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Giết chết ta cùng lão Dư đồ đệ. Chúng ta có thể cứ tính như thế sao? Các ngươi Trương gia hiện tại lui ra vẫn tới kịp, đừng nói chúng ta không niệm tình xưa. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước thấy Thường Bách Phú thanh lời nói đến nước này rồi,
bọn hắn biết chuyện này không có chỗ thương lượng rồi, Trương Ứng Năm truyền âm cho Diệp Thần Phong, tộc trưởng, sau đó ngươi thấy cơ hội tựu đi trước, chúng ta tới ngăn cản Dược Thánh Đường người. Lấy Diệp Thần Phong tính cách, hắn nơi nào sẽ chính mình rời đi trước. Bây giờ chỉ có đem những người này toàn bộ đưa vào bên trong tiểu thế giới rồi, cần phải đem người đưa vào tiểu thế giới. Đối phương nhất định phải không thể phản kháng, bàn tay của hắn chả nhất định muốn tiếp xúc được thân thể của đối phương, cho nên hắn không cách nào lập tức thanh nhiều người như vậy đồng thời đưa vào tiểu thế giới. Chính lúc Diệp Thần Phong suy nghĩ thời khắc, áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả động thủ, hai người bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, bọn hắn yếu ngăn cản chỉ là Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, hai người bọn họ thân ảnh nhanh chóng áp sát. Đồng dạng là thần tôn cảnh sơ kỳ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, đang đối mặt áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả thời điểm, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không thoát khỏi được. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thân ảnh một trước một sau, đem Diệp Thần Phong đám người bao vây ở trong đó. Mặc dù bảo hôm nay chuyện này bọn hắn Dược Thánh Đường bá đạo, nhưng bọn họ càng thêm không muốn Dược Thánh Đường biến thành một chuyện cười. Trương Chí đi một bước không rời đứng ở Diệp Thần Phong bên người. Trên người hắn nửa bước thần tôn thật khí thế tăng vọt. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng căn bản không có thanh Trương Chí đi để ở trong mắt. Dư Minh Tùng lắc đầu nói, ngu không thể nói, các ngươi Trương gia yếu tham dự vào chuyện này bên trong đến. Cuối cùng chỉ biết chôn vùi các ngươi toàn bộ Trương gia. Dứt tiếng, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thân ảnh nhanh chóng áp sát. Cuồn cuộn khí thế không chút kiêng kỵ xung kích hướng về Trương Chí đi cùng Diệp Thần Phong đám người. Trên mặt đất tất cả mọi người nhận thức vì lần này Diệp Thần Phong phải xong đời. Tại Diệp Thần Phong cũng muốn tạm thời trước tiên nghênh chiến thời điểm. Một tên Dược Thánh Đường trưởng lão đạp không mà lên, lão tổ, Ngô gia truyền đến cao nhất chỉ lệnh. Này làm cho Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thân thể dừng lại, Ngô gia cao nhất chỉ lệnh đó là cực độ trọng yếu. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng lông mày đồng thời vừa nhíu, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn trước tiên tạm thời thả xuống công kích. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bóng người kháo long, người trưởng lão kia đem một khối thẻ ngọc đưa cho bọn hắn, đây là trong thẻ ngọc vừa vặn truyền tới chỉ lệnh. Thường Bách Phú hỏi, người có hay không nhìn rồi, Ngô gia truyền tới là cái gì cao nhất chỉ lệnh. Người trưởng lão này trước đó cũng một mực tại lưu ý chuyện nơi đây, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý nhìn hướng Diệp Thần Phong. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian rồi, thấy người trưởng lão này chậm chạp không trả lời, hai người bọn họ chính mình tra xét khởi trong thẻ ngọc truyền tới tin tức rồi. Tại thần của bọn hắn niệm tiến vào thẻ ngọc sau, chỉ thấy tại bọn hắn trong đầu hiện lên một tấm chân dung. Tranh này như bên trong người hết sức quen thuộc, nhìn kỹ không phải là trước mặt Diệp Thần Phong ma. Phàm là nhìn thấy người này, nhất định muốn lễ ngộ rất nhiều. Muốn dùng cao nhất quy tắc tiếp đón. Không được thất lễ. Chân dung hiện lên sau đó tại hai người bọn họ trong đầu lại hiện lên một câu nói như vậy. Lúc này Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng là hoàn toàn sững sờ rồi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngô gia cao nhất chỉ lệnh dĩ nhiên cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Hơn nữa Ngô gia thật giống phi thường coi trọng Diệp Thần Phong. Ban đầu ở tiến vào viễn cổ giới sau. Diệp Thần Phong cùng Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên bọn hắn thất tán sau. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên một mực tại tìm Diệp Thần Phong tung tích, đang tìm rất lâu cũng không có kết quả sau. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Dược Thánh Đường cùng Ngô gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà Khí Thánh Đường cùng Giang gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hai người bọn họ lấy tư cách Ngô gia cùng Giang gia thiên chi kiêu nữ. Các nàng là có quyền đối Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường tuyên bố cao nhất chỉ lệnh. Kết quả là, các nàng lập tức đối toàn bộ viễn cổ giới hết thảy Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường phân bộ, đem các nàng cao nhất chỉ lệnh đưa tin đi qua. Xem xong Ngô gia cao nhất chỉ lệnh Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng. Hai người bọn họ thân thể có phần run rẩy, Ngô gia khủng bố không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu Ngô gia vì Diệp Thần Phong ban bố cao nhất chỉ lệnh. Như vậy Diệp Thần Phong đối với Ngô gia tới nói khẳng định phi thường trọng yếu. Trừ ra lục đại lánh đời tông môn, Dược Thánh Đường tại còn lại thế lực trong mắt hay là một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt. Nhưng ở Ngô gia trong mắt, Dược Thánh Đường nhiều nhất chỉ là bọn hắn một cái phụ thuộc, Ngô gia muốn tiêu diệt Dược Thánh Đường, đây cũng là chuyển tay đầu ngón tay sự tình.
Dù sao toàn bộ Ngô gia nhưng là viễn cổ giới chế thuốc thánh địa, diệt một cái dược thánh đường, bọn hắn chả có thể một lần nữa xây dựng lên một cái khác dược thánh đường. Chương 2397, đại xoay ngược lại. Trên bầu trời, áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả không ngừng ngăn cản Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước. Cho dù Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước khiến xuất tất cả vốn liếng, bọn hắn nhưng vẫn là phân thân thiếu phương pháp. Trên mặt đất quỷ tôn các loại người tu luyện, bọn hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong chẳng mấy chốc sẽ bị bắt rồi, ai biết dược thánh nội đường đột nhiên lao ra khỏi một vị trưởng lão, nghe nói là nhận được Ngô gia cao nhất chỉ lệnh. Ngô gia, mọi người ở đây đều biết, nhất định là cái kia chế thuốc thánh địa, bằng không tuyệt đối sẽ không để dược thánh đường coi trọng như vậy. Bọn hắn cho rằng Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng, tại liếc mắt nhìn cao nhất chỉ lệnh sau, nhưng vẫn là sẽ đối với Diệp Thần Phong lập tức động thủ. Nhưng Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng sắc mặt có vẻ như có phần không bình thường. Dừng lại ở trên bầu trời Diệp Thần Phong cùng Trình Viễn Mộc đám người. Diệp Thần Phong lông mày một khắc đều không có buông ra, bây giờ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước lại bị áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả lôi trì hoãn lại. Nếu như hắn đem Trình Viễn Mộc đám người trước tiên đưa vào bên trong tiểu thế giới, e sợ Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước phải bị bốn tên thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả vây công. Diệp Thần Phong bây giờ còn cũng không biết Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng nhìn thấy được Ngô gia cao nhất chỉ lệnh, hắn yếu tự vệ ngược lại là cực kỳ đơn giản, nhưng hắn còn muốn bảo đảm Trình Viễn Mộc cùng Trương Ứng Năm đám người an toàn. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng tại sững sờ chỉ chốc lát sau, bọn hắn rốt cục quá rồi thần trí. Nhìn thấy chiến thành một đoàn áo xám lão giả, áo bào đen lão giả, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, hai người bọn họ đồng thời chợt quát lên, ngừng tay, trước tiên ngừng tay. Quát ầm tiếng vang thông thiên tế. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thật sự sợ hãi, bọn hắn đã từng cũng là đi qua Ngô gia. Ngô gia bên trong người toàn bộ ngạo khí làm, liền ngay cả Ngô gia bên trong trẻ tuổi đối hai người bọn họ cũng là bất tiết nhất cố. Quan trọng nhất là Ngô gia không chỉ có là chế thuốc thánh địa, mà vẫn là viễn cổ giới lục đại lánh đời tông môn một trong, điều này đại biểu Ngô gia chỉnh thể chiến lực cũng là đứng hàng viễn cổ giới đỉnh. Áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả chỉ là dược thánh đường khách khanh trưởng lão, nếu Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng đều nói dừng tay, hai người bọn họ thân ảnh lập tức cách xa Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, trực tiếp lùi tới Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bên cạnh. Không lại bị bắt kéo dài ở Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, hai người bọn họ có phần cảm giác không giải thích được, này Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng dự định không truy cứu tiếp rồi. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đạp không đã đến Diệp Thần Phong bên cạnh. Đọc sách yếu. Diệp Thần Phong biết đây là một cái cơ hội, hắn nhất định phải mau sớm đem tất cả mọi người đưa vào bên trong tiểu thế giới. Chuyện này là do hắn mà xảy ra, hắn không thể làm phiền Hà Trương Ứng Năm đám người. Nơi tại mặt đất thượng người tu luyện cũng càng ngày càng nghi ngờ. Nguyên bản rất nhanh sẽ có thể bắt được Diệp Thần Phong, làm sao Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng đột nhiên đình chỉ. Đây căn bản không hợp với lẽ thường. Dược Thánh Đường muốn làm gì? Lần này hoàn toàn là bọn hắn đối lý trước. Bọn hắn làm như vậy không tử tế. Lẽ nào bọn hắn vẫn đúng là một điểm đạo lý cũng không giảng sao? Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, xem trò vui là tốt rồi, cấp độ này thượng sự tình. Không tới phiên chúng ta mà nói tam đạo bốn, vạn nhất được Dược Thánh Đường lão tổ nghe được, chỉ sợ ngươi hôm nay cũng không thể rời bỏ nơi này. Trên mặt đất người tu luyện là nghị luận sôi nổi, phần lớn người đều là hiểu chuyện, cũng không có bởi vì Dược Thánh Đường mạnh mẽ mà thiên hướng Dược Thánh Đường phía bên kia. Quỷ tôn ánh mắt trước sau dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, hắn đối Diệp Thần Phong thực sự quá cảm thấy hứng thú, nếu như cho hắn biết hắn thiên địa chi hỏa, chính là được Diệp Thần Phong thanh viêm cho thôn phệ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không cách nào chấn định như thế xem trò vui rồi. Tại Diệp Thần Phong muốn đem Trình Viễn Mộc đám người lần lượt đưa vào tiểu thế giới thời điểm. Chỉ thấy Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng trên mặt mang theo uất ức. Nhưng ngược lại, uất ức vẻ rất nhanh bị bọn hắn thu liếm, bọn hắn đồng thời hướng về Diệp Thần Phong cúi người chào thật sâu, tiểu hữu, trước đó là chúng ta Dược Thánh Đường bá đạo, kính xin tiểu hữu ngươi tha thứ, Ngô gia vị trí, chúng ta có thể đơn độc nói cho ngươi biết.
nếu đến đã nhận được vạn hỏa thành, tiểu hữu ngươi không ngại tại chúng ta Dược Thánh Đường ở một đoạn thời gian, một tháng sau, chúng ta Dược Thánh Đường muốn dẫn một nhóm đệ tử trẻ tuổi đi hướng Ngô gia. Đến lúc đó tiểu hữu có thể cùng chúng ta đồng thời đồng hành. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng đồ đệ đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, hai người bọn họ trong lòng tự nhiên là rất muốn đem Diệp Thần Phong giết đi. Nhưng Ngô gia bọn hắn không đắc tội được, cũng không thể đắc tội A Hát. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, Diệp Thần Phong lại có thể để Ngô gia truyền thẳng đạt cao nhất chỉ lệnh. Này liền nói rõ Diệp Thần Phong đối Ngô gia vô cùng trọng yếu, nếu như dám không nhìn Ngô gia cao nhất chỉ lệnh, giấy là không gói được lửa, cuối cùng Ngô gia nhất định sẽ biết sinh tại chuyện nơi đây. Không chỉ có hai người bọn họ yếu xong đời, nói không chắc toàn bộ Dược Thánh Đường đều phải xong đời. Tại Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng khom lưng nói xin lỗi sau. Vốn là muốn phải đem Trình Viễn Mộc đám người đưa vào tiểu thế giới Diệp Thần Phong, động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Mà Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng khuôn mặt không rõ, lấy bọn hắn đối Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng hiểu rõ, hai cái này lão đầu hoàn toàn là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định chủ. Trên mặt đất người tu luyện, bọn hắn không ngừng đào lỗ tai, bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Vừa vặn Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng trả lời thề son sắt muốn tự tay xử trí Diệp Thần Phong, làm sao trong nháy mắt tự đối Diệp Thần Phong khom lưng nói xin lỗi. Ở đây có tâm chi người còn là không ít. Bọn hắn đều nhìn ra Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng là đang nhìn đến Ngô gia cao nhất chỉ lệnh sau, hành động của bọn họ mới trở nên cổ quái, nói cách khác bọn hắn loại thái độ này thay đổi, loại tình thế này đại xoay ngược lại, có thể là cùng Ngô gia cao nhất chỉ lệnh có quan hệ. Trương Ứng Năm bọn người biết lấy Thường Bách Phú bọn hắn nơi đó một bên sức chiến đấu, bọn hắn hoàn toàn không có cần thiết giở trò bịp bợm làm bộ xin lỗi, nói cách khác Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng cho dù trong lòng không phải thật tâm thầm nghĩ xin lỗi, nhưng bọn họ cũng là bởi vì một loại nào đó bất đắc dĩ, không thể không hướng về Diệp Thần Phong nói xin lỗi. Diệp Thần Phong rất nhanh liền liên tưởng đến trước đó cùng hắn thất tán Ngô Lăng Hương, e sợ cái kia truyền đạt cho Dược Thánh Đường Ngô gia cao nhất chỉ lệnh. Khẳng định cùng Ngô Lăng Hương ít nhiều gì có phần quan hệ. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước mới vừa trong lòng mới mặt nhưng biệt khuất làm, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ, hơn nữa cả sự tình đều là Dược Thánh Đường đối lý. Bây giờ nhìn thấy Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng nguyện ý chịu thua, trong đó Trương Ứng Năm quát lên, làm sao? Như vậy liền muốn quên đi sao? Vừa nãy yếu đánh chính là bọn ngươi, hiện tại nếu không đánh chính là cũng là các ngươi. Lẽ nào các ngươi Dược Thánh Đường không nên muốn lấy ra một ít bồi thường đến? Nghe nói người Dược Thánh Đường trước đó đã lấy được một loại thiên địa chi hỏa, liền trước lấy ra loại kia thiên địa chi hỏa lấy tư cách bồi thường đi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không muốn a, chỉ là một loại thiên địa chi hỏa mà thôi, như các ngươi như vậy nhiều tiền lắm của Dược Thánh Đường, như thế nào lại lưu ý đây? Chương 2398, Thánh Hỏa Vực Sâu. Nghe được Trương Ứng Năm sau, Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng sắc mặt một trận biến hóa, một tháng sau bọn hắn liền muốn mang theo một nhóm Dược Thánh Đường đệ tử đi hướng Ngô gia rồi. Bọn hắn Dược Thánh Đường lấy được thiên địa chi hỏa chính là yếu hiến cho Ngô gia, đến lúc đó nếu như bọn hắn không bỏ ra nổi dáng dấp giống như lễ ra mắt, tuyệt đối sẽ được Ngô gia người cho khinh bỉ, cho dù Diệp Thần Phong cùng Ngô gia có quan hệ, bọn hắn cũng không thể lấy ra lấy được thiên địa chi hỏa. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng trong lòng uất ức cực kỳ, bọn hắn đầu nhi Lý Vô Niệm đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, bọn hắn bây giờ còn nhất định muốn cho Diệp Thần Phong một cái hài lòng bồi thường, này để hai người bọn họ làm sao có thể cam tâm. Nhưng bọn họ có biệt khuất tư cách sao? Bọn hắn có không cam lòng tư cách sao? Nếu như Diệp Thần Phong không phải chế thuốc thiên phú cực cao, như vậy tại Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng khó xử dưới, hắn sẽ tại Dược Tháp nội biến thành một chuyện cười. Nếu như Diệp Thần Phong không phải thần vương cảnh trung kỳ thực lực, như vậy đang đối mặt Lý Vô Niệm sát chiêu thời gian, hắn sẽ trực tiếp chết ở Lý Vô Niệm trên tay. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng liếc nhau một cái. Thường Bách Phú đối với dưới đáy một đám người tu luyện chắp tay nói, các vị, còn xin ngươi nhóm trước về đi. Này không có náo nhiệt cũng thấy. Tiếp lấy, rồi hướng Diệp Thần Phong nói, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không tiến vào Dược Thánh Đường ngồi xuống. Chúng ta nhất định cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Diệp Thần Phong đã đoán được Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thay đổi,
có thể là bởi vì Ngô Lăng Hương quan hệ, hắn cơ bản có thể xác định Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng hẳn là sẽ không đối với bọn họ động thủ. Kết quả là, hắn gật gật đầu, bay thẳng đến Dược Thánh nội đường đạp không mà đi. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đám người đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Tại bọn hắn tiến vào Dược Thánh đường sau, Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng cũng lập tức tiến vào. Ở bên ngoài xem náo nhiệt Quỷ Tôn các loại người tu luyện, bọn hắn tuy rằng muốn biết cuối cùng Dược Thánh biểu diễn tại nhà cho Diệp Thần Phong cái gì bồi thường, nhưng bọn họ cũng không dám xông vào Dược Thánh đường. Tại Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng dẫn đường dưới, Diệp Thần Phong đám người tiến vào Dược Thánh nội đường một chỗ phong vị cổ xưa căn phòng. Tại sau khi vào phòng, Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng lại cho Diệp Thần Phong khom lưng cúc cung, trong đó Dư Minh Tùng nói tiểu hữu. Thiên địa chi hỏa chúng ta e sợ không cách nào cho ngươi, nhưng chúng ta có thể cho ngươi một loại khác bồi thường, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trương Ứng Năm lập tức quát lên, Thường lão đầu, Dư lão đầu. Các ngươi nhưng không nên ở chỗ này dọa người, đối với một tên luyện dược sư tới nói. Có một loại thiên địa chi hỏa phi thường trọng yếu, hai người các ngươi già đầu mới bát phẩm luyện dược sư, các ngươi giữ lại thiên địa chi hỏa có những gì dám dùng. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng sắc mặt đỏ lên, nhưng bọn họ cũng không dám phát tác. Thường Bách Vũ cười bồi nói, tiểu hữu, không biết ngươi nghe nói qua viễn cổ thời đại sơ kỳ Thánh Hỏa Tông sao? Này Thánh Hỏa Tông là chuyên môn đào tạo thiên địa chi hỏa, có người nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ thời điểm, Thánh Hỏa Tông tự mình nghiên cứu ra một bộ đào tạo thiên địa chi hỏa phương pháp. Dựa vào bộ này phương pháp, Thánh Hỏa Tông bồi dưỡng ra không ít thiên địa chi hỏa hạt giống. Lúc trước những này thiên địa chi hỏa hạt giống toàn bộ được đặt tại Thánh Hỏa vực sâu, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, Thánh Hỏa Tông cũng chỉ là phù dung chớm nở, sau đó không giải thích được biến mất ở vùng thế giới này giữa, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại, cái kia Thánh Hỏa vực sâu cũng hoàn toàn không thấy. Bây giờ quá rồi lâu như vậy tuế nguyệt, nếu như Thánh Hỏa vực sâu thật sự tồn tại, như vậy đặt ở bên trong thiên địa chi hỏa hạt giống, hẳn là phần lớn đều hình thành chân chính thiên địa chi hỏa rồi. Căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, Thánh Hỏa Tông đào tạo thiên địa chi hỏa phương pháp là cực kỳ ảo diệu, Thánh Hỏa trong vực sâu đã sớm được Thánh Hỏa Tông người sắp xếp xong xuôi tất cả, cho nên không cần người quản lý. Bên trong thiên địa chi hỏa hạt giống cũng sẽ từ từ lột xác thành thiên địa chi hỏa. Thường Bách Phú Tại dừng lại một chút sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra sau đó bên trong có một tấm không trọn vẹn bản đồ, hắn nói ra. Như vậy bản đồ tổng cộng có 4 tấm, chỉ cần tập hợp này 4 tấm bản đồ là có thể biết Thánh Hỏa vực sâu vị trí, chúng ta Dược Thánh đường có một cái chương, còn có 3 loại bây giờ còn không biết ở nơi nào. Này một tờ bản đồ vẫn là chúng ta Dược Thánh đường bảo vật, chúng ta lấy này một tờ bản đồ bồi thường cho tiểu hữu. Không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không tiếp thu. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng bọn hắn tính toán mưu đồ đánh cho không sai. Tuy nói cổ tịch thượng xác thực ghi chép qua Thánh Hỏa Tông như thế một cái tông môn. Nhưng trời mới biết có hay không Thánh Hỏa vực sâu, tại Thánh Hỏa trong vực sâu có hay không thiên địa chi hỏa. Hơn nữa yếu tập hợp 4 tấm bản đồ, mới có thể biết Thánh Hỏa vực sâu vị trí cụ thể. Dược Thánh đường thu được tấm bản đồ này cũng lâu lắm rồi. Bọn hắn căn bản không tìm được mặt khác 3 tấm bản đồ, có thể nói tấm bản đồ này đối với Dược Thánh đường tới nói chính là vô bổ. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra đưa cho Diệp Thần Phong cho rằng bồi thường. Diệp Thần Phong đang nghe xong Thường Bách Vũ lời nói sau, hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, các ngươi nói thật có Thánh Hỏa vực sâu sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, theo ta được biết, Thánh Hỏa vực sâu hẳn là tuyệt đối là tồn tại, viễn cổ thời đại sơ kỳ Thánh Hỏa Tông, có thể nói là đào tạo thiên địa chi hỏa chuyên gia, cũng không ai biết Thánh Hỏa Tông từ đâu tới đây. Là ai xây dựng? Thật giống trong vòng một đêm liền tồn tại. Tại ngay lúc đó tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi biết Thánh Hỏa Tông thời điểm, cái này tông môn lại tại trong vòng một đêm biến mất rồi, chính như lúc trước xuất hiện như thế biến mất không một tiếng động. Nếu quả như thật có thể tìm tới Thánh Hỏa vực sâu, đối với người bên trong đan điền Thanh Viêm, tuyệt đối là một chuyện tốt, nói không chắc Thanh Viêm có thể đạt được một cái bay vọt về chất. Khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khẳng định sau đó Diệp Thần Phong trong lòng đã có dự định, hắn có thể thấy được muốn cho Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng giao ra Dược Thánh đường thiên địa chi hỏa, chỉ sợ là không có khả năng lắm được rồi.
hắn nhận lấy Thường Bách Vũ bản đồ trong tay, đã như vậy, miếng bản đồ này ta tự thu hạ rồi. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đám người cho rằng Diệp Thần Phong lựa chọn quá không sáng suốt rồi, cái gọi là thánh hỏa vực sâu quá hư vô phiêu miểu rồi, muốn tìm được thánh hỏa vực sâu là ra sao gian nan, hãy nhìn đến Diệp Thần Phong làm ra quyết định, bọn hắn cũng không tiện lại nói thêm gì nữa rồi. Thấy Diệp Thần Phong tiếp nhận rồi bản đồ, Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Thường Bách Vũ nói, không biết tiểu hữu có muốn hay không tại Dược Thánh Đường ở một đoạn thời gian, chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chiêu đãi tiểu hữu ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem trên mặt mang theo nụ cười Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, nụ cười quá mức giả tạo rồi, hai cái này lão đầu thật sự muốn cho hắn lưu lại mới là lạ chứ. Tùy ý khoát tay áo một cái, đợi được đi hướng Ngô gia tháng ngày, các ngươi trở lại Trương gia thông chi ta. Nói xong, Diệp Thần Phong liền bước ra gian phòng. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đám người lạnh lẽo liếc mắt nhìn Dư Minh Tùng cùng Thường Bách Vũ sau, bọn hắn cũng đi theo ra ngoài. Nhìn xem từ từ biến mất ở trong tầm mắt Diệp Thần Phong đám người, Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng ra mặt co rút, bàn tay gầy guộc chăm chú nắm thành quyền đầu, đáy mắt tránh qua một vệt mù mịt, cho tới bây giờ bọn hắn vẫn là không cam tâm a hát. Chương 2399, Long tộc người đến. Diệp Thần Phong một nhóm người trở về Trương gia thời điểm. Trương Ứng Năm bên hông một khối màu đỏ long hình ngọc bội đột nhiên lấp lánh lên. Tại cảm thấy được điểm này sau, Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đột nhiên con ngươi ngưng lại. Trong đó Trương Ứng Năm đem màu đỏ long hình ngọc bội nắm trong tay, tỉ mỉ cảm ứng một thoáng. Lúc trước mỗi lần long tộc còn lại huyết mạch muốn tới Trương gia trước đó, toàn bộ đều sẽ thông qua khối này màu đỏ long hình ngọc bội đưa tin tức cho Trương gia. Tại cảm ứng được màu đỏ long hình trong ngọc bội tin tức sau đó Trương Ứng Năm lập tức truyền âm cho Diệp Thần Phong, tộc trưởng, long tộc đến tin tức rồi, vào ngày mai bọn hắn liền sẽ đến chúng ta Trương gia. Theo lý tới nói, hẳn là còn có mười vài ngày thời gian, lần này bọn họ là đến sớm, thân phận của ngài yếu trực tiếp nói cho long tộc phái người tới sao. Diệp Thần Phong cũng lợi dụng truyền âm phương thức, tạm thời không nên đem thân phận của ta nói cho bọn họ biết. Chờ ta đi rồi long tộc còn lại huyết mạch vị trí sau, ta hội tìm cơ nói cho bọn hắn biết thân phận của ta. Bây giờ Diệp Thần Phong còn không biết long tộc còn lại bên trong huyết mạch tình huống, hắn nhất định phải đem bây giờ long tộc tình huống hiểu rõ một lần. Trương Ứng Năm tiếp tục truyền âm nói, lần này hai chúng ta cũng sẽ cùng đi, long tộc đặc biệt cho phép chúng ta có thể tuyển ra 5 tên đệ tử giao cho bọn họ bồi dưỡng, tộc trưởng ngài liền tạm thời oan ức một cái. Làm vì chúng ta Trương gia đệ tử đi hướng long tộc đi. Sự tình cũng chỉ có thể đủ tạm thời an bài như vậy rồi. Diệp Thần Phong truyền âm nói, e sợ đi hướng long tộc đệ tử nhân tuyển, các ngươi đã sớm chọn xong rồi, nếu ta thế thân rơi mất một người, tên kia được ta thế thân mất người, tương lai của ta tuyệt đối sẽ gấp trăm lần bồi thường cho hắn. Các loại sau ta tại trong long tộc thân phận công khai, được ta thế thân mất tên kia Trương gia đệ tử. Hắn vẫn cứ bất cứ lúc nào cũng có thể để long tộc người bồi dưỡng. Diệp Thần Phong cùng Trương Ứng Năm là lợi dụng truyền âm phương thức trò chuyện. Cho nên ngoại trừ Trương Ứng Thủy bên ngoài, ở đây những người còn lại toàn bộ không có cảm thấy được. Đi vào Trương gia sau. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là ở tại Trình Đẹp Chân trong nhà, mà Trương Ứng Năm, Trương Ứng Nước cùng Trương Chí đi ba vị này lão tổ, bọn hắn tại đối Diệp Thần Phong chào hỏi một tiếng sau. Bọn hắn liền từng người rời khỏi. Tại ba vị lão tổ sau khi rời đi, một lòng muốn bước lên luyện dược sư một đường Trương Thành Văn. Phù phù, một tiếng. Hắn bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, trên mặt không có một chút nào không tình nguyện, một mặt chân thành nói, còn xin ngươi thu ta làm đồ đệ. Ta muốn trở thành luyện dược sư. Diệp Thần Phong nhìn xem đột nhiên hướng dưới mình quỳ Trương Thành Văn. Hắn nói ra, trước đó đã sớm nói qua với ngươi rồi, muốn bước lên chế thuốc một đường phi thường khó khăn, huống lại trở thành luyện dược sư. Không đơn thuần là phải có một tên xuất sắc sư phụ, còn muốn có đầy đủ chế thuốc thiên phú, trước ngươi muốn trở thành luyện dược sư, ngươi không phải là muốn có được Trương gia coi trọng, sau đó để cho các ngươi mạch này một lần nữa ở đến nội viện đi. Chuyên tâm tại trên con đường tu luyện nỗ lực, ta cũng có thể làm được. Đương nhiên nếu như ngươi cố ý muốn bước lên chế thuốc một đường, như vậy ta có thể dẫn dắt ngươi một phen, cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, chỉ có thể xem chính ngươi. Hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống Trương Thành Văn,
Hắn tại ngẫm nghĩ một lát sau, hắn nói, xin mời ngươi thu ta làm đồ đệ, ta còn là muốn thử bước lên chế thuốc một đường nhìn xem, nếu như ta thật không có quá lớn chế thuốc thiên phú, như vậy ta sẽ thả vứt bỏ. Từ đây chuyên tâm tu luyện. Nhìn thấy Trương Thành Văn như quyết tâm này, Diệp Thần Phong cũng không cự tuyệt nữa, ngươi trước đứng lên đi. Sư phụ không cần hô, truyền dạy cho ngươi một ít chế thuốc cơ sở, này đối với ta mà nói chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Nhưng Trương Thành Văn vẫn là hung hăng cho Diệp Thần Phong dập đầu ba cái, một mực cung kính hô, sư phụ, về sau ngài chính là sư phụ của ta. Đối với cái này, Diệp Thần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ ra một buổi tối thời gian đem bước vào luyện dược sư các loại cơ sở đối Trương Thành Văn giải nói một lần. Đợi đến ngày kế sắc trời còn chưa có sáng thấu thời điểm. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước tự mình đến tìm Diệp Thần Phong rồi, thuận tiện để Trương Thành Văn cũng cùng theo một lúc đi. Bọn hắn đi tới Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước bế quan trong thạch thất. Ngoại trừ Trương Ứng Năm, Trương Ứng Nước, Diệp Thần Phong cùng Trương Thành Văn, ở thạch thất bên trong còn có ba tên Trương gia trẻ tuổi. Diệp Thần Phong tự nhưng đã biết là Long tộc yếu người đến. Mà Trương Thành Văn các loại Trương gia trẻ tuổi, bọn hắn cũng không biết Trương gia vẫn cùng Long tộc có quan hệ. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Thủy tướng Trương gia cùng Long tộc quan hệ trong đó. Đại thể đối Trương Thành Văn các loại Trương gia trẻ tuổi giải thích một lần. Nghe được Trương Thành Văn đám người trợn to hai mắt, bọn hắn không nghĩ tới Trương gia còn có thể cùng Long tộc có quan hệ. Long tộc nhưng là trong truyền thuyết vạn tộc đứng đầu A Hát. Đặc biệt là nghe được bọn hắn bên trong thân thể của mình cũng có một tia Long tộc huyết mạch sau, bọn hắn trong nháy mắt là nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là Long tộc huyết mạch A Hát, bọn hắn dĩ nhiên cũng có thể có được. Trương Thành Văn đám người kích động cả người đều run lên. Đặc biệt là nghe được bọn hắn kế tiếp có thể phải tiếp nhận Long tộc bồi dưỡng. Bọn hắn hưng phấn sắc mặt đỏ lên cực kỳ. Đối với Diệp Thần Phong cũng có thể đi Long tộc vị trí, lẽ nào Diệp Thần Phong cùng Long tộc có quan hệ? Trước đó Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đã nói Diệp Thần Phong đến từ chính bọn hắn ân nhân gia tộc, lẽ nào Diệp Thần Phong là tới từ ở Long tộc? Nhưng này cũng nói không thông A Hát. Vừa vặn Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng nói. Lần này có 5 cái đi hướng Long tộc danh ngạch. Nói như vậy Diệp Thần Phong chiếm đi một cái Trương gia danh ngạch. Nếu như Diệp Thần Phong thật cùng Long tộc có quan hệ, như vậy đi hướng Long tộc căn bản không cần chiếm Trương gia danh ngạch rồi. Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước không có nói cho Trương Thành Văn đám người, hắn sợ này 4 cái Trương gia trẻ tuổi không cẩn thận nói lỡ miệng. Trương Thành Văn 4 loại cái Trương gia trẻ tuổi. Ở trong lòng làm rõ một lần sau đó bọn hắn có thể xác định Diệp Thần Phong phải cùng Long tộc không có quan hệ. Trương gia ân nhân khả năng không ngừng Long tộc một cái. Dù sao Trương Thành Văn bọn hắn đến bây giờ mới biết Trương gia cùng Long tộc quan hệ, ai biết Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước bọn hắn có còn hay không ẩn giấu cái khác. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước không ngừng căn dặn Trương Thành Văn đám người thời điểm. Bên trong thạch thất không khí đột nhiên nổi lên chấn động. Một đạo bóng người nhàn nhạt ở trong không khí hiện lên, cuối cùng cả người bóng không ngừng ngưng tụ, tái ngưng thực. Rất nhanh, một tên trên người mặc trường bào màu vàng óng lão giả, xuất hiện tại bên trong thạch thất. Chỉ thấy lão giả khuôn mặt tiều tụy, trên người có chút âm u đầy tử khí, trường bào màu vàng óng thượng thêu một cái to lớn thanh long. Lão giả khí thế trên người duy trì tại thần tôn cảnh sơ kỳ. Tuy nói Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước thật khí thế cũng đang thần tôn cảnh sơ kỳ, nhưng người lão giả này thật khí thế yếu so với hai người bọn họ mạnh mẽ thượng rất nhiều, bởi vậy có thể phán đoán, đồng dạng là thần tôn cảnh sơ kỳ, người lão giả này sức chiến đấu muốn so Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước mạnh hơn không ít. Tại người lão giả này xuất hiện sau đó Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước liền bận bịu cung kính hành lễ, mặc dù đối phương ở bề ngoài thực lực và hai người bọn họ tương đồng. Nhưng bọn họ biết mình hoàn toàn không phải là người lão giả này đối thủ. Chương 2400, dị tượng, chín long nghênh chủ. Trên người mặc trường bào màu vàng óng lão giả tên là Long Lâm Thành, Long tộc phái hắn đến qua Trương gia có rất nhiều lần, cho nên Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng nhận thức hắn. Tại Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cho Long Lâm Thành hành lễ thời điểm, Trương Thành Văn mấy người cũng gấp bận bịu cung kính hành lễ, chỉ có Diệp Thần Phong là tùy ý hành một cái lễ.
Trương Thành Văn theo sát Diệp Thần Phong, hắn biết mình lần này có thể đi hướng Long tộc vị trí, hẳn là lão tổ xem ở Diệp Thần Phong trên mặt mũi, cho nên hắn đối với mình vị này vừa vặn nhận thức sư phụ, trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu lại. Trước hắn đi qua một chuyến Long tộc tổ địa, hắn cũng biết Long tộc cái gọi là nguyền rủa căn nguyên ở nơi nào. Lúc trước hắn tại Long tộc tổ địa bên trong phát hiện hỗn độn tử khí. Tại viễn cổ lúc trước hỗn độn thời đại, này hỗn độn tử khí cũng là cực nhỏ, thậm chí là hiếm thấy đến hầu như tuyệt tích. Hỗn độn tử khí vô sắc vô vị, cho dù tiến vào người tu luyện trong cơ thể, cũng căn bản không phát hiện được. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Long tộc tổ địa bên trong mặc dù có thể phát hiện hỗn độn tử khí, đó là bởi vì thay thế trái tim của hắn tinh không chi thạch, chính dễ dàng để hỗn độn tử khí hiển hiện. Hỗn độn tử khí tiến vào người tu luyện bên trong thân thể sau, sẽ không lập tức để cho tử vong, thiên phú càng cao, tu vi càng cao người, bọn hắn được hỗn độn tử khí xâm vào trong người sau, bọn hắn sẽ chết càng nhanh. Cho dù thiên phú không cao lắm, tu vi cũng không tính cao người, bọn hắn đang bị hỗn độn tử khí xâm lấn sau đó nếu như còn muốn tăng cao thực lực lời nói, như vậy cũng chỉ biết thêm sắp tử vong. Long tộc năm đó chính là chúng rồi hỗn độn tử khí, thân thể bọn họ bên trong vừa không có tinh không chi thạch, cho nên đến cuối cùng bọn hắn cũng không phát hiện được trong tộc người vì sao lại một tên tiếp theo một tên vẫn lạc. Cho tới cuối cùng năm đó xưng là vạn tộc đứng đầu long tộc, từ từ sa sút, thậm chí thối lui ra khỏi này mảnh võ đài của thế giới. Lúc trước đem hỗn độn tử khí để vào long tộc tổ địa, phải là mảnh này ông trời rồi. Long tộc lúc trước yếu đi ngược lên trời. Muốn cùng thiên đồng thọ, này vi phạm với thiên đạo. Làm trái thiên đạo. Như vậy thiên đạo há có thể cho phép ngươi. Bình thường hỗn độn tử khí bên cạnh hội nương theo có hỗn độn sinh khí, chỉ có hỗn độn sinh khí mới có thể hóa giải hỗn độn tử khí. Trước đó Diệp Thần Phong tại Long tộc tổ địa bên trong cũng phát hiện hỗn độn sinh khí, đồng thời dùng thanh viêm đem hỗn độn sinh khí ngưng tụ thành từng khối kết tinh, trọn vẹn ngưng tụ 1000 khối hỗn độn sinh khí kết tinh. Dựa vào này 1000 khối hỗn độn sinh khí kết tinh, hẳn là đầy đủ để long tộc còn lại huyết mạch người khôi phục. Trước mắt tên này gọi Long Lâm Thành lão giả, trong cơ thể hắn cũng lan tràn hỗn độn tử khí, nhưng hẳn là lợi dụng bí pháp nào đó. Bên trong thân thể của hắn hỗn độn tử khí lưu động vô cùng chậm, nhưng cũng vẫn là tại từng điểm thôn phệ tính mạng của hắn. Mọi người đều biết, long tộc tuổi thọ thật là lớn lên, cho dù long tộc người không tu luyện, bọn hắn cũng có thể sống thượng mấy ngàn năm đến trên vạn năm khác nhau, chớ nói chi là tu luyện về sau long tộc người rồi. Long Lâm Thành liếc mắt nhìn Trương Thành Văn hòa Diệp Thần Phong đám người, này năm cái chính là các ngươi Trương gia yếu giao cho chúng ta long tộc bồi dưỡng người. Chúng ta để cho các ngươi thu thập đồ vật cũng đã chuẩn bị xong chưa? Trương ứng năm cùng Trương ứng nước vội vàng liên tục gật đầu. Long Lâm Thành không nói thêm gì nữa rồi, cánh tay hắn vung lên. Diệp Thần Phong cùng Trương Thành Văn đám người có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Con mắt căn bản cũng không mở ra được. Các loại có thể mở mắt thời điểm, bọn hắn phát hiện mình thân ở một chiếc linh thuyền trên bong thuyền rồi. Chiếc này to lớn linh thuyền chính tại trên bầu trời nhanh chóng hành xử. Long Lâm Thành khống chế chiếc này linh thuyền phi hành. Trương Thành Văn đám người chính mình đánh số lượng linh thuyền bốn phía, bởi tốc độ quá nhanh. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm cảnh sắc chung quanh rồi. Trương Thành Văn thận trọng hỏi Trương ứng năm cùng Trương ứng nước, lão tổ, này linh thuyền tốc độ nhanh như vậy, chúng ta chẳng phải là làm dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Trương ứng năm cười giải thích, điểm này ngươi hãy yên tâm, chiếc này linh thuyền ngoài có một tầng màn ánh sáng, người bên ngoài không nhìn thấy linh thuyền, chỉ có chúng ta đứng ở linh người trên thuyền có thể xem đi ra bên ngoài. Chiếc này linh thuyền chẳng khác gì là ẩn hình ở trong thiên địa. Khi nghe đến Trương ứng năm giải thích sau đó Trương Thành Văn bọn người mới thích hoài, mà Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối ánh mắt đều hữu ý vô ý nhìn xem Long Lâm Thành. Tại đã đến linh trên thuyền sau, Long Lâm Thành không có lại mở miệng nói chuyện rồi. Trương ứng năm cùng Trương ứng nước hẳn phải biết Long Lâm Thành tính khí, chính bọn hắn sắp xếp lên dừng chân căn phòng. Từ Trương ra lấy chiếc này linh thuyền tốc độ cực nhanh, yếu đến long tộc vị trí, cũng tối thiểu yếu chừng 10 ngày thời gian. Tháng ngày nhanh chóng. Thời gian 10 ngày lóe lên liền qua. Trương ứng năm,
Trương Ứng Nước cùng Diệp Thần Phong đám người toàn bộ đứng ở linh thuyền tầng cao nhất trên bong thuyền. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng coi như là đi qua Long tộc vị trí. Long tộc vị trí tên là Về Long Cốc, chỗ đó cực kỳ quái lạ. Lúc trước Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước rời đi Về Long Cốc sau, bọn hắn trong đầu căn bản không nhớ ra được một điểm Về Long Cốc đại khái vị trí ở nơi nào. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Trương Thành Văn, hắn 10 ngày này bên trong, một mực đi theo Diệp Thần Phong học tập chế thuốc, có thể nói thời gian 10 ngày, hắn là tiến bộ mãnh liệt. Đối với Diệp Thần Phong người sư phụ này cũng là càng thêm cung kính. Nhìn thấy rơi vào trong trầm tư Diệp Thần Phong, Trương Thành Văn thấp giọng nói, sư phụ, kỳ thực ngươi cũng không cần nhiều suy nghĩ gì, trong thân thể không có long tộc huyết mạch cũng không có cái gì, ngươi đến long tộc sau đó cũng nhất định có thể thu được không sai tăng lên. Một điểm long tộc huyết mạch không coi vào đâu. Trương Thành Văn thấy Diệp Thần Phong từ khi bước lên linh thuyền sau đó thật giống liền một mực có tâm sự, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là khổ não trong cơ thể mình không có long tộc huyết mạch. Nhanh chóng chạy tại trên bầu trời linh thuyền. Nguyên bản trước mặt bầu trời là cực kỳ hoàn chỉnh. Trong chớp mắt, chu vi bắt đầu dâng lên sương mù, nồng nặc đến hóa không ra sương mù. Trên bầu trời đột nhiên xé mở một đầu lỗ to lớn, chỉnh chiếc linh thuyền thẳng xông vào cự miệng lớn bên trong. Chung quanh sương mù càng ngày càng nồng đậm. Trương Ứng Năm nói, chúng ta nên tiến vào Về Long Cốc biên giới rồi. Chỉ là tại Trương Ứng Năm vừa dứt lời thời khắc. Chỉ thấy đang nồng nặc trong sương mù lao ra khỏi từng cái hoàng kim cự long hư ảnh. Không khí rung động lợi hại, sương mù không ngừng tản ra lại tụ lại. Một điều này đầu hoàng kim cự long hư ảnh có tới 9 cái, toàn bộ vây quanh linh thuyền nhảy cẫng hoan hô bay múa, thật giống tại hoan nghênh chiếc này linh thuyền trở về. Có thể nói thanh thế hùng vĩ. Để Trương Thành Văn đám người trực tiếp xem trợn tròn mắt. Liền ngay cả đã tới Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước cũng sững sờ rồi, bọn hắn trước đó nhưng chưa từng thấy bực này trận chiến AH. Long Lâm Thành chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bong tàu bên trên, hắn tiểu tụy trên mặt tràn đầy khiếp sợ, trong con ngươi vẻ mặt không lại giếng nước yên tĩnh, chuyện gì thế này? Cửu Long nghênh chủ, làm sao sẽ sản sinh bực này dị tượng? Ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua Diệp Thần Phong đám người, trong miệng nói lầm bầm, không thể AH. Tuyệt đối không thể. Cửu Long nghênh chủ, đây là chỉ có tại tộc trưởng xuất hiện thời điểm, mới sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.